OK, thầy xin chào tất cả các con. À, đầu buổi thì uh, thầy có bảo là bật nhạc lên một tí để uh, cho các bạn uh, vào sớm nghe tha, uh, gọi là giải trí một tí đúng không? Bây giờ chúng ta đã 8 giờ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngay bây giờ đây. không nào, OK, thầy chia sẻ màn hình ngay bây giờ nhé. OK, thầy chào Bin. Uh, Bin ơi, sức khỏe của con bây giờ thì hiện tại như nào rồi? À, con vẫn hơi mệt gì. OK như vậy nếu mà hơi mệt mà vẫn vào tham gia học thì có nghĩa đây cũng là một sự cố gắng rồi ghi nhận cái tinh thần học tập của con ok chưa nào rồi thầy xin chào tất cả các con nhá à, đầu tiên là vi anh này đến duy này sau duy là đến bách này bách là đến uh, hưng thảo sau đó là đến tuấn anh đến bin bạn uh, khánh nam và cuối cùng là bạn chip đúng không thứ tự vào các bạn như thế thầy biết hết ok vậy bây giờ ngay bây giờ chúng ta sẽ phải uh, tiếp tục ôn tập nốt cái buổi còn lại của phần đại số được không nào nội dung của ờ. chúng, buổi của chúng ta hôm nay là sẽ gồm có ôn tập một chút về phần lý thuyết thì thầy sẽ nhắc lại một tí nhá sau đó ấy, là sẽ chuyển sang phần giải phương trình có chữ ẩn ở mẫu và phương trình giải bài toán bằng cách lập phương trình đây là nội dung cuối cùng của phần đại số sau đó là chúng ta sẽ phải chuyển sang phần hình học ok chưa nào rồi ok bây giờ xin mời các con hãy uh, nốt lại cho thầy những cái này quan trọng nhất của cái phần uh, lý thuyết về phần đại số này. Tại vì khi thi bản thân là các con có thể gặp những câu liên quan đến phần uh, trách nhiệm. À thế à? <laughs> Bạn duy bây giờ cũng bị f0 rồi à? Con bị từ hôm chủ nhật à? Bị từ hôm chủ nhật. Hôm nay là thứ ba. Thì uh, từ hôm bị đấy thì uh, đã qua cái giai đoạn sốt chưa? Uh, hôm đấy thì triệu chứng con là con bị nhạt mũi là với lại là con bị kiểu là ngứa họng và à. cứ bị, à, hơi đau đầu xong rồi, lúc tết nó phát thì cố rồi đúng rồi đau đầu này tết, tết. À, vâng. bị bị đau đầu này bị vâng. uh, có thể là sẽ có người sẽ bị hơi sốt ngạt mũi đó đấy là những à. triệu chứng ban đầu sau đó là ngọn mỏi người nữa cảm thấy người nó hơi mỏi mỏi cổ mỏi uh, vai đó không nào đấy là những à. cái triệu chứng thường gặp nhất thế uh, thường thì sau độ hai ba hôm ấy thì bắt đầu nó sẽ uh, cơ thể bắt đầu nó phản ứng lại thì nó sẽ cảm giác có thể ổn hơn hình như là bản thân là hiện tại tôi điểm hiện tại thì các con tất cả đều đã tiêm hai mũi rồi đúng không? À. Đúng không tất cả các bạn học từ lớp 7 trở lên là đều được tiêm hai mũi rồi đúng không? OK thôi rồi, rồi thầy chúc uh, Bin cả Mấy duy thì uh, nhanh uh, nhanh khỏe để trở lại với uh, lớp của các con là một này thứ hai là chúng ta cũng phải học uh, tập trung hơn nữa đúng không nào? Bởi vì là bây giờ ấy là sang đến giai đoạn nửa gần như nửa cuối của học kỳ 2 rồi. Nên là thời gian khá là gấp rút rồi các con ạ. À. Khá là gấp rút rồi. Ok chưa? Rồi. Vậy thôi, vâng. bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây. Đầu tiên này, các con phải lưu ý giúp cho thầy nhá. Thứ nhất là khái niệm thế nào là phương trình bậc nhất một ẩn. Vậy phương trình cái này là chỉ cần nốt lại cho thầy viết viết rất ngắn thôi. Ok, thầy xin lỗi còn bạn Thảo nữa. Buổi trước là thầy thấy Thảo có vào đăng nhập vào trong lớp nhưng mà thầy hỏi thấy không thấy Thảo trả lời, không biết là là kiểu, bây giờ sức khỏe của con thế nào rồi hả thảo? À, con ổn ạ. À? à, hình như ở nhà con là theo thầy được biết là hình như cũng có f0 đúng không? À, vâng ạ, bố con với em con bị. À thế à, ok. Rồi chúc uh, gia đình con uh, tất cả đều nhanh khỏe mạnh. Còn đâu mẹ con với con gặp mẹ em ấy thì là là đừng uh, đừng bị lây nhá. À, đâu nào, nói thật là bị f0 rồi ấy, đấy là chẳng may bị thì phải chịu chứ còn cái, cái cái hậu quả của cái việc F0 để lại cái đấy mới quan trọng các con ạ. À. Chứ còn cái giai đoạn mà một tuần khoảng một tuần đến 10 ngày các con sẽ khỏi ấy, thì nó cảm giác nó vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà sau đấy cơ. thấy ví dụ nhá. Ví dụ như chẳng hạn như um, vợ thầy bị xong thì bây giờ cảm giác là vào buổi chiều ấy, vào buổi chiều qua trưa một chút bắt đầu đầu giờ chiều thì cảm giác là cứ như như kiểu là tay với chân như bị kiểu như kim châm vào vào tay chân ấy cảm giác rất khó chịu, đấy là vợ thầy thế, còn thầy thì lại có cảm giác là hai tay rất là mỏi, trong khi mình chẳng làm cái gì cả nhưng mà hai tay rất là mỏi đấy, đấy là những cái triệu chứng đầu tiên. Ngoài ra là còn thở nó cảm giác là thở nó không bằng được như trước, cái hơi thở của mình ấy nó không được đầy đủ hơi như trước, đấy. Cho nên là các con đừng để bị nhá, ok chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Trước khi bắt đầu thì mong rằng là các con cho thầy xin nick cam nào, đúng không nào? nói chung là thầy không 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 bắt các con đâu bởi vì thực ra tính thầy không phải là áp đặt một cái gì cả nhưng thầy mong muốn là các con hãy bật cam lên để thầy có thể quan sát được các con có thể xem được là các con có hiểu bài hay không có thể hỏi trao đổi trực tiếp với nhau được chưa đấy là những cái mà quan trọng nhất rồi phương trình bậc nhất một ẩn là như sau các con lưu ý cho thầy này bậc nhất một ẩn có nghĩa là gì là phương trình mà chỉ có duy nhất một ẩn thôi ví dụ ẩn x ẩn y ẩn z ẩn t nhớ là chỉ có một ẩn thôi nhá và bậc nhất tức là đa thức này nó phải là đa thức có bậc là bậc một nhất là một có nghĩa là hệ số thầy xin lỗi cái lũy thừa của cơ số x ấy nó phải là mũ một ok chưa chính vì vậy cho nên phương trình bậc nhất một ẩn ở đây sẽ có dạng như sau luôn luôn là có dạng như thế này các con nhé. ax cộng với b bằng không nhớ này luôn luôn phải có điều kiện là a của chúng ta là a phải khác không như vậy là người ta đã nói rằng là nếu mà cho các con một phương trình bậc nhất một ẩn thì chắc chắn phải có dạng là ax cộng b với điều kiện hệ số a là khác không còn nếu trong các đầu bài mà phương trình của chúng ta không phải là có dạng bậc nhất một ẩn thì các con tuyệt đối không được kết luận đây là phương trình bậc nhất một ẩn nhá mà nó sẽ có thể xảy ra một trong bốn trường hợp phía sau thầy xin lỗi một trong ba trường hợp phía sau đó là như sau này đó là thứ nhất là phương trình người ta gọi nó là phương trình có thể đưa về dạng bậc nhất một ẩn được chưa nào đây là cái dạng thứ hai có nghĩa là phương trình có thể đưa được về dạng bậc nhất một ẩn thầy ví dụ cho các con bản thân ngay ở bên góc trái là đầu bài chúng ta sẽ ôn tập ngày hôm nay ấy, thì bản thân trong cái này trong các cái phương trình ở đây này thì thầy sẽ chỉ ra cho các con một số những phương trình mà có thể đưa về dạng bậc nhất nhé đó chính là những thằng như sau này quan sát này một là ví dụ như thằng a này này bản thân cái thằng a này có dạng không phải là bậc nhất một ẩn nhưng có thể đưa về bậc nhất một ẩn ok chưa nào phương trình y này phương trình l này phương trình o này được chưa các con rồi cả mấy đây nữa đây, đây 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 tất cả những cái thằng này là có thể đưa về được dạng bậc nhất một ẩn cho nên những cái phương trình thầy đang bôi đỏ đây này, người ta được gọi tên là phương trình có thể đưa về dạng bậc nhất một ẩn. Tuyệt đối khi người ta đưa như này người ta hỏi rằng là đây có phải là bậc nhất một ẩn hay không thì các con nhớ cho thầy nhá, không được kết luận đây là bậc nhất một ẩn, nhớ chưa? Cả lớp nhớ chưa nào? Đây chỉ là phương trình có thể đưa được về dạng bậc nhất một ẩn thôi. Ok chưa? Đấy là cái thứ nhất. Dạng thứ hai đó là phương trình tích. Phương trình tích, nhớ nhá. Cái này là hôm nay ôn tập lại lý thuyết Thầy nói lại nhắc lại lần cuối cùng thôi Phương trình tích này là phương trình như thế nào Là phương trình có dạng là Đưa về dưới dạng tích được của AX Nhân với đa thức BX Và bên vế phải của chúng ta là bằng 0 Thì thằng này sẽ giải như sau Thằng này sẽ tương đương với việc là các con sẽ đưa ra Các trường hợp xảy ra Đó là AX của chúng ta bằng 0 Hoặc là BX bằng 0 Ok chưa nào AX bằng 0 hoặc BX bằng 0 nhé Như vậy đây là phương trình số 2 Dạng số 3 là phương trình có chứa ẩn ở mẫu có chứa ẩn ở mẫu này thì phương trình có chứa ẩn ở mẫu là phương trình như thế nào bản thân ở bên tay trái này thầy sẽ mở ra cho các con nhìn xem xem nó là thằng nào có phương trình chứa ẩn ở mẫu tạm tại toàn bộ cái bài số 1 là không hề có đúng không bài số 1 không hề có bài số 2 không hề có đây đây là bài số 3 này này các phương trình ở cái nội dung câu số 3 này thì tất cả các thằng này đều là phương trình có chứa ẩn ở mẫu. Vậy phương trình có chứa ẩn ở mẫu là phương trình như thế nào? Là phương trình mà trong phương trình có các phân thức đại số mà các phân thức đại số này là các phân thức mà có mẫu thức là chứa biến x. Các con nhìn này, được chưa? Có phải tất cả những thằng này đều là các đất... phân thức có ở dưới mẫu đều có chứa biến đúng không? Chuẩn chưa? Đấy, được chưa nào? Tất cả các phương trình ở bài 3 đều là phương trình có chứa ẩn ở mẫu cả. Như vậy thì ở nội dung đầu tiên thì các con phải nắm cho thầy rõ được ba cái bốn cái này. Bốn cái này nhá. Sau đó thì sẽ chuyển sang phần cuối cùng đó là giải bài toán thằng này thầy xin phép đánh nó dấu là hai sao. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Vậy để giải bài toán bằng cách lập phương trình này thì chúng ta phải trải qua hai bước. Trải qua hai bước. Bước thứ nhất là lập phương trình Vậy lập phương trình là như thế nào? Có nghĩa là dựa vào các dữ kiện của bài toán cho chúng ta thì các con sẽ có thể lập ra được phương trình tương ứng với dạng bài toán đó. Thầy ví dụ có những dạng bài toán sau. Một là bài toán về chuyển động. Chuyển động thì có thể chuyển động trên đường bộ, có thể chuyển động trên sông. Được chưa nào? Đấy là dạng toán chuyển động. Thì toán chuyển động thì các con phải nhớ cho thầy có một cái công thức quan trọng đó là quãng đường thì bằng vận tốc nhân với thời gian. Đây được gọi là bài toán chuyển động nhé bài toán chuyển động. Được chưa nào? Dạng thứ hai đó là bài toán về khối lượng công việc. Thì khối lượng công việc thì bài toán khối lượng công việc là như sau. Thầy xin phép viết tắt từ khối lượng công việc bằng bốn từ là KLCV. Thì khối lượng công việc sẽ bằng năng suất là từ viết tắt là từ NS nhân với thời gian các con nhá, nhân với thời gian. Tức là gì? Khối lượng thì luôn luôn bằng năng suất nhân thời gian. Thì dựa vào cái công thức này chúng ta sẽ giải quyết các bài toán liên quan đến gọi là khối lượng công việc. Được chưa nào? Đây là dạng thứ hai. <laughs> Chờ thầy một chút. Nó là bài toán về khối lượng công việc. Khối lượng công việc được chưa? Rồi. Tiếp tục dạng tiếp theo nữa đó là liên quan đến làm chung làm riêng thì làm chung làm riêng này ý, là cái bài toán nói về làm chung làm riêng ấy thì thầy ví dụ như sau này ví dụ như là có hai tổ công nhân có hai tổ công nhân cùng uh, sản xuất khẩu trang để phòng chống dịch covid được chưa nào thế thì đầu tiên là hai tổ cùng làm thì người ta dự kiến là hai tổ sẽ làm hoàn thành được khối lượng công việc này trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên khi làm trong thực tế thì tổ 1 và tổ 2 cùng làm chung trong 3 ngày thì tổ 2 rời đi chỉ còn lại tổ 1 làm thôi. Thì thấy rằng tổ 1 sẽ phải làm thêm 10 ngày nữa thì mới hoàn thành xong công việc. Hỏi rằng nếu mỗi tổ làm riêng thì sẽ hoàn thành công việc trong bao nhiêu lâu? Đấy, đấy là thầy là ví dụ ra một bài như thế. Thì cái bài toán mà thầy vừa nêu ra ấy Thì đó là chính là bài toán làm chung làm riêng Làm chung làm riêng này thì có thể là liên quan đến này Nghe này Là ví dụ như là à, Tổ công nhân cùng làm này Tổ công nhân cùng làm Hoặc là à, Hai vòi nước cùng chảy vào bể Hai vòi nước cùng chảy Cùng chảy vào bể Được chưa nào? Thì những cái bài toán này ấy thì các con yên tâm là khi thầy nhắc đến dạng nào thì thầy đều có cho các con cái cái chìa khóa để giải quyết đó. Ok chưa nào? Chắc chắn là mỗi một dạng đều có chìa khóa để giải quyết nhá. Và dạng cuối cùng đó là các bài toán khác. Thì các bài toán khác ở đây là như thế nào? Là như sau. Các con nhớ này, khi mà ôn tập ở trên lớp ấy, thầy tin là thầy cô giáo trên lớp có thể sẽ cho các con một số những dạng bài toán như sau. Ví dụ như là cho hình vuông. Thầy xin lỗi, cho hình chữ nhật, thầy xin lỗi, cho hình chữ nhật. Sau đó là người ta bảo rằng là thay đổi chiều dài chiều rộng Thì khi thay đổi thì dẫn tới là diện tích hoặc chu vi của hình chữ nhật sẽ thay đổi Thì cái bài toán liên quan đến hình cho hình chữ nhật này Đây là một dạng toán khác, được chưa nào? Bên cạnh đấy có bài toán liên quan đến tìm số Thầy ví dụ đầu bài như sau Tìm một số có hai chữ số Biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 5 đơn vị khi thay đổi Uh, thứ tự của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì ta được một số mới kém số ban đầu bao nhiêu lần, thầy vân vân, thì ví dụ như vậy. Từ đó tìm ra cái số cần tìm. Thì đấy là những cái bài toán khác, dạng khác, dạng mở rộng ra thì nó là liên quan đến hình chữ nhật tìm số, vân vân. Được chưa các con? Hoặc là liên quan đến bài toán về số tuổi của uh, các thành viên trong gia đình. Ví dụ như sau. Tuổi bố năm nay là gấp 3 lần tuổi con. Uh, biết rằng sau 3 năm nữa thì tuổi bố hơn tuổi con là 10 tuổi. Hỏi rằng tuổi bố và tuổi con hiện nay là bao nhiêu? Thì ví dụ đầu bài như thế, để thấy bốc phét đầu bài đấy. Thì như vậy những cái dạng như vậy tìm tuổi này, thì tất cả những cái dạng mà cuối cùng này đây được gọi là các bài toán khác. Như vậy các con sẽ có tất cả là bốn dạng tất cả nhá. Thầy đánh dấu bằng là các cái uh, chữ uh, từ từ xem một cái ký hiệu gì để cho các con dễ nhìn nhá. Nó là cái dấu cộng này nhá. Được chưa nào? Đây là một này một dạng này hai dạng này ba dạng này và cuối cùng là các bài toán khác như vậy là có bốn dạng liên quan đến giải bài toán bằng cách lập phương trình thì đầu tiên là chúng ta phải lập phương trình sau đó bước thứ hai là giải phương trình thì giải phương trình này là làm thế nào là thực tế là các con dựa lại bốn cái dạng phương trình ở phía trên để giải quyết đã hiểu chưa nào như vậy là để mà học tốt được cái bài giải bài toán bằng cách lập phương trình này này thì bắt buộc các phần ở bên trên này các con phải nắm vững. Ok chưa? Như vậy đây là kết hợp tất cả các phần lý thuyết này, đây là kết hợp này là kết thúc toàn bộ cái phần lý thuyết của phần đại số nhá. Xin mời các con nếu cảm thấy là cần thiết thì các con chụp cái này lại, bổ sung vào trong vở giúp cho thầy. Ok chưa nào? Đây, thầy sẽ copy lại cái này một tí. Đấy, ok, xin mời các con hãy bổ sung tất cả cái phần này vào trong vở cho thầy. Nếu cảm thấy cần thiết còn nếu bạn nào thấy rằng cái này không đáng để viết vào trong vở thì thầy đồng ý không cần phải viết vào trong vở, được chưa nào? Rồi thầy cho các con thời gian là 3 phút để bổ sung thôi. Sau 3 phút nữa, chúng ta sẽ vào giải quyết các bài tập nhanh. Hôm nay vì anh là con thay đổi cái không gian học đúng không? Chuyển xuống dưới tầng à? Vâng ạ. Ừ, nhà to thế. <laughs> ok, thầy thầy đặc biệt yêu cầu là duy này, thảo này với chip này. Các bạn ấy bật cam lên cho thầy. Còn ví dụ như là bách thì thôi, thầy không không yêu cầu nữa. Thầy chán rồi, thầy không yêu cầu nữa. Pin cũng vậy. Những bạn này thầy yêu cầu bắt buộc phải bật này duy này thảo này chip này để thầy còn xem xem là tình hình học hành như thế nào rồi thầy cảm ơn khánh nam cả lớp bổ sung đi đây là toàn bộ phần lý thuyết của cái phần đại số các con đã học trong giai đoạn cuối học kỳ 1 đầu học kỳ 2. Sau đó thì chúng ta sẽ xử lý một số bài tập ngay bây giờ. một phút cuối cùng bạn nào mà viết không kịp thì có thể chụp cái ảnh màn hình lại xong là bổ sung vào trong vở sau cho thầy nhá được chưa nào <laughs> duy với bách các con có nhớ hoàn toàn cái phần lý thuyết thầy vừa nêu ra không có phần nào các con quên không hoặc là biết nhưng mà vẫn chưa thành thạo về dạng bài tập đấy lắm Ờ cái bài toán chuyển động thì nó là cả vật lý lẫn cả toán là con đều được nhắc lại nên là con nhớ à ok đấy cũng là một cái thuận lợi bởi vì là học ở vật lý thì có các bài toán chuyển động chuyển sang học toán thì có các bài toán giải bài toán một cái lập phương trình thì chắc là các con sẽ cảm thấy nó dễ hiểu hơn đúng không ok đấy là một cái thuận lợi thế còn bách thì sao bách ơi các cái dạng mà thấy các cái cạnh đầu dòng này này thì con cảm nhận thấy là con có có phần nào còn vướng mắc không tức là cảm thấy chưa thật sự là tự tin đấy à. có phần nào không à. Vân phương trình tích thì sao hoặc là phương trình chứa ẩn ở mẫu thì sao ổn không ổn chưa ổn ừ. à thế được rồi ok tốt <laughs> rồi thời gian để dành cho các con viết vào trong vở đã hết bạn nào cảm thấy là cần thiết thì có thể chụp ảnh lại hoặc không chụp ảnh thì có thể là xem lại video bài giảng được chưa nào Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đó là giải quyết bài tập. Xin mời cả lớp hãy đầu tiên này. Thầy sẽ chọn ngẫu nhiên thôi chứ không Đầu tiên là câu câu hát. Thầy xin mời bạn Duy xử lý câu hát cho thầy nào. Cả lớp hãy cùng nhau xem bạn Huy bạn Duy trình bày xem như nào nhé. Nào nhanh nào. Con đưa thầy là câu hát là con sẽ làm là bằng à, tương đương. Ok, tương đương cái gì? À, 3x trừ x. À, 3x trừ x. Có nghĩa là con đang muốn chuyển tất cả x sang về trái, đúng không? À, vâng, vâng. Ok, bằng bên tay phải thì bằng cái gì đây? Bằng chuyển 3 do. Okay, bằng 3 rồi, cộng 1 ạ. Ok, độ chính xác, đấy. 3 cộng 1. Vậy đến đây ta sẽ được cái gì? 2x ạ. 2x bằng bao nhiêu? Bằng 4 ạ. Vậy x bằng bao nhiêu? X bằng 2 ạ. Rồi ok x bằng 2. Nhớ cho thầy trước khi chuyển bài tiếp theo phải có bước kết luận nhá. Vậy phương trình có tập nghiệm là trình... à... S... S, bằng... S, bằng 2. S bằng 2. Đúng rồi, S bằng 2 nhưng nhớ cho thầy là phải có đóng mở ngoặc nhọn, được, mở nhọn được chưa? Được. Bởi vì cái việc đóng ngoặc nhọn này này, đóng mở, mở ngoặc nhọn này này là biểu diễn về tập nghiệm. Cái này là một kiến thức từ lớp 6, được chưa nào? Được rồi ok, thầy cảm ơn con. Câu hát như vậy là bạn Duy làm ok rồi. Thực ra câu này thì cũng là dễ, đúng ra là thế. Oh, ok. Thầy xin mời bạn uh, bạn chip làm cho thầy câu C nào. Các con nhớ là không có nhiều thời gian đâu nhá. Cho nên là Và... ai được gọi thì lập tức làm thật nhanh câu C nào. Câu C cho cháu thì nhân nhân nhân, trong ngoặc kia. Tức là nhân cái ngoặc ra. Ok, vậy con sẽ được cái ngoặc. gì nào? bằng 7x trừ 14 bằng 15x cộng 1 à cộng 5. Ok. Tiếp tục. À, bằng... Chuyển x bên tay trái hay muốn giữ x bên tay phải? 7, 7x 7 15x. Tuần bằng... luôn. Được. Bằng bao nhiêu? Bằng 5 cộng 14 ạ. Tuần rồi. Ok. Rất chính xác. Vậy đến đây con sẽ được về trái bằng bao nhiêu x? Về phải là bao nhiêu số tự do? Về trái được uh, âm 8x. Về phải là được 19 ạ. Chính xác. Vậy x bằng bao nhiêu? X bằng... Uh... À, cho bằng được. âm 19 phần 18 đúng à đúng rồi ờ ừ, đúng rồi âm 19 phần 8 con nhá âm 19 phần 8 ok rồi đây là đáp án chính xác nhớ cho thầy có bước kết luận rồi ok xin mời uh, xin mời bách xử lý cho thầy câu y nào câu y xin mời bách Đã. xin mời con xử lý cho thầy câu y. Wow. Câu y này con sẽ xử lý nó như thế nào, bằng cách nào có thể mô tả lại cho thầy với cả lớp được nghe được không? Đã. Nếu trong trường hợp mà không biết cách làm thì con nói luôn là con quên à, con, thầy ạ, để còn thầy còn hướng dẫn nhanh. Nào cho thầy biết nào, con này con sẽ xử lý nó như thế nào? <laughs> Thực ra mà nói nhá tại thời điểm này thực tế là các con phải làm thành thạo các bài này rồi còn nếu trong trường hợp chưa làm thành thạo thì thực tế đầu tiên là các con phải nhận lỗi về mình được chưa nào đầu tiên phải nhận lỗi về mình còn cái việc mà trong trường hợp không may mà bây giờ không làm được ấy thì các con cần phải quyết tâm để bổ sung cái phần kiến thức đấy vậy bây giờ bách cho thầy hỏi câu này con có biết làm không con có vậy làm thế nào nào quy đồng à? Ok, quy đồng nhất trí. Quy đồng thế nào nào? Trong trường hợp ừ. này quy đồng thì mẫu số chung của con theo con là bao nhiêu? 14 à? Ok, chuẩn luôn rồi, 14. Vậy thì nếu là 14 có nghĩa là cái phân số ở bên tay trái con sẽ phải nhân cả tử và mẫu với bao nhiêu? 7 ạ. À? Nhất trí luôn. Vậy thầy xin phép nhân hộ con nhá. 2 x 7 lên bằng 14 này. Ở trên tử này con có thích nhân luôn không hay là con thích viết lại là 7 nhân với mở ngoặc 5x 4? Tùy con như thế nào cũng được thầy sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của con à, ờ, con đích nhân luôn ok rồi nhất trí luôn tức là bạn bách ở đây bạn ý nhìn ra được là phải nhân thêm 7 vào và bạn bách bạn sẽ nhân luôn kết quả ra xin mời bách đọc cho thầy kết quả nào Thôi sẽ là 35 x trừ 35 x 35 x trừ bao nhiêu ạ à ok chính xác rồi trừ 28 rồi xin mời con quy đồng nốt cho thầy phân số phía sau Phân số phía sau này quy đồng lên 7 mà muốn quy đồng lên thành 14, tức là con phải nhân cả tử và mẫu với hai đúng không? Vậy trên à. tử này của chúng ta sẽ thành bao nhiêu đây? 32x 2. 32x 2 chuẩn rồi, chúc mừng con. Tiếp tục đến đây con sẽ xử lý tiếp thế nào? Bách tăng tốc lên cho thầy nào. À, đúng không? Đúng không? Con, bỏ số à? con bỏ mẫu số đi. Ok, chính xác. Như vậy là nếu bỏ mẫu số đi chỉ còn lại cái gì? mẫu số đi là bởi vì như sau này cả lớp nhớ cho thầy này khi chúng ta học ở chương trình về về phân phần phân, phân số ấy nếu phân số a trên m mà bằng phân số b trên m cả lớp nhớ cho thầy nhá đây là hoàn toàn là lý thuyết thì điều này sẽ hoàn toàn tương đương với việc là các con nhân cả hai vế với m và ta sẽ được ngay là a bằng b tức là tử bằng tử vậy đến đây bách cho thầy hỏi là con sẽ được cái gì tiếp nào à, con sẽ được ba năm trừ 35 x 28 ok bằng bao nhiêu kia 32X -2. rồi xin mời con tiếp tục nào vậy đến đây con sẽ tìm ra chuyển x sang bên tay trái hay x bên tay phải à, bên trái x bên tay trái ok tức là 35 x giữ nguyên này 32 x kia chuyển sang phải làm nào trừ 32 trừ x tiếp tục bên tay phải bằng bao nhiêu à, 28 cộng 2 đúng rồi bằng 2 cộng 28 ok luôn như vậy đến đây con sẽ được bao nhiêu x bằng bao nhiêu tự số tự do ở bên tay phải 3x bằng 30 ạ 3x bằng 30 chính xác Vậy x của chúng ta bằng bao nhiêu 30. rồi ok thầy cảm ơn bách chính xác rồi tốt câu tiếp theo câu tiếp theo là câu l thầy xin mời khánh nam nào đã con thưa thầy à... khánh nam cho thầy 30 giây để vi thầy viết đầu bài đã vâng ạ. Cả lớp uh, nhớ quan sát xem là bạn Khánh Nam làm có chính xác hay không nhé Trong trường hợp mà bạn Khánh Nam làm chưa chính xác Thì các con phải bổ sung cho bạn Được chưa nào Rồi ok xin mời Khánh Nam Dạ con thưa thầy là... mẫu... mẫu Mẫu chung ở đây là 12 Rồi chính xác con... mẫu, mẫu số chung trong trường hợp này đúng là 12 Vậy phải đi quy đồng tất cả các phân số này trở thành là mẫu số 2 vâng. con. Ok. Vậy à, uh, bây giờ thầy hỏi Nam nhé. Con có à. nghe này, bây giờ con có loại bỏ mẫu đi ngay không hay là con vẫn làm một bước đó là đưa phân số tất cả các phân số này thành mẫu số là 12 trước. Con đưa mẫu số thành 12 trước. Ok, làm Xong như thế nó bỏ. sẽ Đúng rồi, làm như thế sẽ chuẩn hơn. Rồi xin mời con nào. Phân số đầu tiên biến thành bao nhiêu? À con ơi à là 4x cộng 2 đó. Chính xác Trên 12 đúng không? Là vâng ạ, trên 12 ừ. Ok, đối với phân số thứ hai Trừ đi à, uh, 3x trừ 6 trên 12 3x trừ uh, 6 trên 12, chuẩn không cần chỉnh, tiếp tục uh, 12 trừ 8x Chuẩn trên luôn 12 ạ uh. Ok, thầy cảm ơn con rất chính xác Thằng cuối cùng à, uh, Trừ 12x trên 1 ạ uh. Thật không, thật không, thật không Trừ <laughs> 12x thôi ạ Trừ 12. à, 12x, 12x trên 12 x. ạ Trên 12 đúng rồi ok rồi tốt Vậy dạ. đến đây rồi không sao Thầy biết là con làm chính xác nhưng mà đọc Đọc bị nhíu thôi Vậy đến ờ. đây ta có được tất cả các phân số này Đã có cùng mẫu rồi Vậy ta sẽ loại bỏ mẫu số đi Giống hệt câu trên đúng không Vậy con còn Đà cái gì nào là 4x cộng 2 4x cộng 2 Trừ cho 3x Trừ 3x Bây Trừ giờ 3X bình tĩnh này bình tĩnh thầy hỏi này cả lớp nếu cả lớp trong trường hợp các con tự tin bỏ đổi dấu luôn ấy thì chỗ này là trừ 3x chắc chắn đổi dấu biến thành cộng 6 mới là chính xác được chưa tuy nhiên tuy nhiên là thầy khuyên là những bạn nào mà kỹ năng bây giờ vẫn còn chưa thật sự thành thạo thì các con nên để nguyên là 3x 6 cho thầy sau đó đóng mở ngoặc lại như thế này cả lớp đã rõ ràng chưa nào đây là thầy khuyến cáo những bạn nào mà làm kỹ năng chuyển vế đổi dấu phá ngoặc chưa tốt thì các con giữ nguyên cho thầy như này còn nếu trong trường hợp này thầy thánh nam muốn phá luôn hay là con muốn để dấu ngoặc nào là dạ, phá luôn ạ ok xin mời con là trừ ba x cộng sáu ok bằng bên tay phải bằng 12 hai trừ tám x trừ mười hai rồi ok chính xác rồi bây giờ là chúng ta đã đưa cái phương trình l này đang từ dưới dạng là các phân số thì đã đưa về cái dạng giống như câu a câu b đúng không các con vậy bây giờ phải thu gọn x bên à, tay vâng. trái là còn bao nhiêu x nào đã còn một x ạ còn một x ok x cộng mấy x cộng với cả là hai uh, 20 ạ à hai mươi là hai mươi à, x ạ à tức là con cộng luôn cái kia gì thôi ok thầy à, xin vâng. phép là nam hãy làm chậm lại cho cả lớp nhìn một một dòng nữa được không thầy biết là con làm được nhưng mà thôi x cộng tám này sẽ bằng bên tay phải của chúng ta là 12 trừ đi 20X, đúng không con? Dạ vâng ạ Rồi ok, bây giờ chúng ta mới đi thu gọn Nào xin mời con, để chuyển vế nào Là x cộng 20 X Bằng, bằng. 12 trừ 8 ạ Ok, chính xác rồi Vậy đến đây ta sẽ được bên tay trái sẽ là 1 cộng 20 tức là bằng 21X đúng không con? Là 21 ạ 21X bằng. bằng bên tay phải là bao nhiêu nhỉ? Là bằng 3 ạ hạ 12 trừ 8 bằng 4 con ạ. luôn. <laughs> à, rồi ok. Vậy nếu bằng 4 dẫn tới x của chúng ta bằng bao nhiêu? tại x bằng 4 phần 21 ạ. Ok, chính xác rồi 4 phần 21. Chúc mừng con. Rất tốt. Ê, xin mời cả lớp là những bạn nào mà cảm thấy là phần làm của các con trong vở đối với câu L này này chưa thật sự chính xác thì xin mời các con hãy chữa cái câu L này vào trong vở giúp thầy ạ. Còn nếu những bạn nào tự làm được rồi thì không cần chữa. Được chưa các con? Rồi cảm ơn Khánh Nam ạ, à. rất ok. Thầy cho các con thời gian là một phút để chữa bài. Sau một phút nữa, xin mời bạn Thảo chuẩn bị xử lý cho thầy câu O chưa phải làm ngay đâu nhá thầy cho cho thảo một phút nữa để chuẩn bị. còn trong trường hợp mà thảo bảo rằng là phương trình này con chưa biết giải thầy ạ, à, thì thầy sẽ hướng dẫn. Rồi ok, xin mời Thảo bắt đầu. à Con sẽ trong trường hợp này là thầy đồng ý, thầy hoàn toàn nhất trí là con nói chính xác rồi. Nhưng mà Thảo có thể nói cho cả lớp nghe để hiểu hơn là trong trường hợp này con sẽ phải quy đồng mẫu số chung. Và mẫu số chung của con là bao nhiêu ạ? Ừ, con là 12 ạ. Ok, mẫu số chung là 12 nhất trí luôn. Vậy phương trình đầu tiên này con sẽ tương đương với phương trình tiếp theo đó là gì ạ? Nào, bắt đầu thầy sẽ làm cùng con nào. Đó con bằng 12/12 12, cộng xác. với 12/12. Tiếp tục nào. 4x 4x 10/12. 4x 10 chính xác luôn. 4x 10. Trên, 10. trên 12. Ok, đúng rồi ạ. Thằng bên ờ, thằng cuối cùng ạ. bằng 15 3x/12. trên 12. À, dạ con kiểm tra lại giúp thầy xem ạ Trong trường hợp này là chúng ta phải nhân cả tử mẫu với 3 Thảo ạ Vậy con sẽ được là chính xác là gì ạ à, um, 9 trừ 3 x trên 12 À chính xác phải là 9 thôi con nhé Chứ không phải là 15 ạ Rồi ok tốt rồi Vậy đến đây thì cả lớp chắc là ai cũng nhìn nhận ra được Đây là ba phân số đều có mẫu số chung là 12 Như vậy chúng ta sẽ loại bỏ mẫu số đi Vậy chỉ còn các tử thôi Xin mời Thảo tiếp tục Ờ, có thể là bằng 12 cộng 4x trừ 10 bằng 9 trừ 3x ạ. Bằng 9 trừ 3x, tốt rồi. Tiếp tục, bây giờ là con sẽ chuyển x sang một vế cho thầy. Nào, xin mời con. Ờ, có thầy là bằng 4x cộng 3x. Ok. Bằng... bằng 9 9 12 cộng 10 ạ. Chính xác thầy xin phép viết sát 9 cộng 10 trước trừ 12 sau con sẽ cảm giác sẽ, sẽ, dễ dàng tính toán hơn đúng không ok bên tay trái bằng bao nhiêu x ờ, bằng 7 x tiếp tục 7x. ờ, bằng ở bên là cũng bằng 7 á ồ oh, may quá 7 x bằng 7 thì ngon rồi x của chúng ta bằng bao nhiêu đây ờ, x bằng 1 ạ ok rồi cảm ơn thảo rất chính xác x bằng... ok thì cảm ơn con thầy xin mời duy chuẩn bị xử lý cho thầy câu uh, q sau đó là câu r sẽ là dành cho bạn bin được chưa nào câu này là duy này câu này là bin này ok chưa vi <laughs> anh chuẩn bị câu z Rồi, xin mời duy trình bày cho thầy uh, câu quy ạ. Để cho con đúng một phút rồi. Được rồi, ạ. Ok xin mời con Con thưa thầy là Ở đây đầu tiên là con Phải có một bước đầu tiên Đó là đi bước quy, đầu tiên là quy đầu. đồng. Rồi ok rồi, Trong trường ở hợp này mẫu, là... mẫu số chung của chúng ta là bao nhiêu Mẫu số chung là 6 ạ. Chính xác là 6 Vậy đối với phân số đầu tiên con phải nhân cả tử và mẫu với bao nhiêu 2 ạ Ok luôn 3 x 2 bằng 6 Thầy viết hộ này trên tử này còn bao nhiêu nhỉ thành bao nhiêu nhỉ con à, đưa thầy là 4x 2 chính xác 4x 2 chính xác còn cái thằng x này thì làm nào đây à, 6x phần, phần 6 ok chính xác 6x phần 6 thằng bên tay phải à, 3x cộng 12 phần 6 chính xác luôn 3x cộng 12 phần 6 ok tốt rồi như vậy đến đây ba phân số này có cùng mẫu vậy chúng ta vứt thằng mẫu đi chỉ còn lại là tử cộng tử bằng tử thôi vậy con thu à. hoạch giúp thầy nào 4x 2 sau đó như nào nữa cộng 6 ạ. cộng 6x đọc chính xác cộng 6x ạ. bằng vâng. 3x cộng 12 ạ. ok tiếp tục thu gọn x đi à, thưa thầy là 4x cộng 6x trừ 3x ờ, à, 4x cộng 6x trừ 3x con có tính ra được luôn bằng bao nhiêu không tính luôn được được phép viết luôn mưa 7 ạ. 7x. 7, 7x ok bên tay phải bằng bao nhiêu bên tay phải con tính ra kết quả này nhá rồi con tính đi rồi đọc cho thầy kết quả, nếu sai 10 thì sẽ... à? 10 không chính xác. Đâu? À, 14 đấy. Đấy ừ, làm... thì... ừ ẩu như thế thì toi rồi. ẩu thì rất tới... là x. Ấy... Bằng... À? 14 chia 7 thì sẽ bằng 2 đúng không? Thực ra thì ở đây là như thế này này, nếu con làm cầu thả thì chắc chắn kết quả sẽ bị sai và dẫn tới ừ. là con sẽ bị mất điểm đáng tiếc của nó. Có hiểu không nào? <laughs> mà Ủa. trong trường hợp mình làm mất công như thế mà cuối cùng mình không được điểm thì đương nhiên là mình sẽ buồn rồi cái chuyện đấy là đương nhiên rồi ok bạn bin à bạn duy làm rất chính xác rồi xin mời bạn pin uh, xử lý cho thầy câu r nào xin mời bạn pin xử lý cho thầy câu r ạ à em không làm được ok trong trường hợp này con không biết không làm được tức là con không biết làm hay là như thế nào để thầy còn biết nào không biết làm. ok vậy trong trường hợp bài một cái bài cũng khá là cơ bản thôi mà con chưa biết làm vậy thì con phải uh, để ý và xem xem là chúng ta sẽ xử lý cái bài này như nào cụ thể trong trường hợp bài này thì thầy sẽ hướng dẫn luôn cho bin và cả lớp cùng nghe bin nghe này đây là hai phân số bằng nhau Vậy thì cách làm chúng ta để xử lý bài này này, chúng ta sẽ có hai cách. Thầy sẽ nói cho các con nghe này, bài này sẽ có hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta sử dụng một cái kiến thức ở cấp 1, đó là Bin nghe nhá. Hai phân số thầy ví dụ là a trên b bằng phân số c trên d. Như vậy Bin ơi, Bin cho thầy hỏi này, nếu hai phân số này mà bằng nhau ấy thì Bin còn nhớ cái khái niệm về tích chéo không? Hả Bin Bin còn nhớ đến kiến thức về tích chéo không con? Có. Có, ok. Vậy tích chéo trong trường hợp này là ta sẽ có được điều gì? Um, Nếu a, phân a, a nhân với gì a, con nhỉ? A D. Đúng rồi, a nhân d bằng, bằng. b C. Chính xác. Đây được gọi là kiến thức về tích chéo. Thì cái kiến thức ở cấp 1 này này sẽ có thể giúp chúng ta xử lý bài này được. Bin nhìn thầy xử lý nhá cả lớp cùng nhìn thầy này. thầy sẽ sử dụng cái kiến thức về tích chéo này để thầy xử lý nó theo phương pháp của cấp 1 sau đó thầy sẽ làm theo cách của cấp 2 xem xem là cái thằng nào thực ra bài này thì nó đơn giản cho nên làm cấp 1 cũng được cấp 2 đều được đi nhìn nhá Chính vì đây là hai phân số bằng nhau nên thầy sẽ sử dụng kiến thức về tích chéo nên thầy sẽ được như sau x cộng 1 là tử số của phân số thứ nhất nhân với mẫu của phân số thứ hai tức là nhân với 3 thì sẽ bằng là 2 nhân với tử của phân số thứ hai tức là 2 nhân với x 2. Bin có hoàn toàn nhất trí với thầy cái việc này là hoàn toàn chính xác, đúng không con? Đúng không? Rồi ok. Vậy đến đây ý, thì Bin nhìn này. Đến đây thì con nhìn này có phải nó quay trở về một bài toán khá là quen thuộc, đó là gì nhỉ? T nó không còn là phân số nữa mà chỉ còn là vế trái, vế phải và nó có các cái dấu ngoặc thôi. Vậy thì pin cho thầy hỏi này, bên tay trái này con nhân bung nó ra thì con được kết quả là bao nhiêu? Pin hỗ trợ thầy đoạn này với. Chỗ này là nếu con nhân bung cái thằng này ra thì thì con sẽ được kết quả là bao nhiêu nhỉ? Bin ơi hình như là cái cái mic của con nó lại không không có không nói được hay sao ấy. Thầy thấy mic nó hiện sáng lên nhưng mà không nghe được tiếng con. Uh... Trong trường hợp này là ba này nhân với trong ngoặc này. Như vậy con có thể đổi cái số 3 lên phía đằng trước thì bin cho thầy hỏi là cái cái ngoặc này con sẽ nhân ra được bao nhiêu ạ? À? Cái chỗ 3 3x 3x x cộng 3 Dạ đúng rồi, chính xác rồi ạ. À. Bằng bên tay phải nào con? Ờ, bên tay phải là 2x um... 2 nhân x là 2x, chuẩn rồi. 2 nhân âm 2 thì sẽ là âm 4. Như vậy sẽ là được 2x 4. Bin ok chưa? Ok rồi đúng không con? Vậy đến đây thầy hỏi nhá Bin ơi đến đây thì quay trở về một bài toán khá là quen thuộc rồi. Vậy thì Bin sẽ xử lý tiếp thế nào? Con sẽ chuyển x sang một vế. Chuyển số tự do này sang vế còn lại Vậy thì con sẽ muốn giữ x bên tay trái Hay là giữ x bên tay phải ở Bin ơi Em sẽ cho nó bên tay trái ấy. Ok xin mời con làm cho thầy nào um, Em sẽ chuyển uh, Là 3x Trừ 2x Dạ chính xác bằng... rồi 3x trừ 2x Bằng bao nhiêu ạ à? Bằng âm 3 trừ 4 À Thầy đồng ý là âm 3 chuyển sang 3 bên này chuyển sang bên tay phải là thành âm 3 đúng rồi. Nhưng pin ơi, pin nên giữ nguyên cái vế, cái số hạng tự do ở bên vế phải trước này. Sau đó ấy, con mới viết là âm 3. Thì cái kết quả là âm 4 sau đó trừ đi 3 thì nó cũng giống như là âm 3 trừ đi 4 như nuôi con đọc thôi. Nhưng chúng ta cố gắng làm theo một cái quy tắc để không bị nhầm lẫn con nhá. Ok, vậy đến đây thì con sẽ tìm ra x bằng bao nhiêu ở pin? Ờ, em sẽ tìm ra được x là x uh, bằng Dạ bao nhiêu ạ? À? 4 trừ âm 3 là bạn uh, âm 7 oh, ạ. Dạ đúng rồi, âm 4 trừ âm 3 là âm 7. Như vậy là con đã làm lại được cái bài này rồi, sử dụng kiến thức về tích chéo đấy con ạ. À. Trong trường hợp này đúng là x bằng là âm 3 trừ âm 4 trừ âm 3 đúng là âm 7 thật, chuẩn luôn. Vậy pin ơi, đây là một cách và người ta gọi là cái này là sử dụng tích chéo nhá. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cách số 2 thì cái cách số 2 nói là cách số 2 cho nó hoành tráng thôi. Chứ còn đúng ra nó vẫn giống như là cái cách số 1 Không khác cái gì cả Bin nhìn này Đây là hai phân số bằng nhau Vậy xử lý nó bằng cách là chúng ta đi quy đồng mẫu số chung Như vậy thằng này có mẫu là hai Thằng này có mẫu là ba Thầy sẽ đi quy đồng lên bằng cách là thầy đưa cả hai phân số này Về cùng mẫu số là 6 Như vậy phân số đầu tiên Thầy sẽ phải nhân cả tử và mẫu với 3 Bin nhìn này 2 x 3 thì ở dưới mẫu nhân 3 lên thì trên tử này cũng phải nhân với 3 lên. Vậy thầy sẽ được là 3 nhân mở ngoặc x cộng 1 chia cho 2 nhân 3. Ok chưa nào? Bằng bên tay phải phân số này muốn đưa mẫu số thành 6 tức là 3 phải nhân thêm 2 thì tử số cũng phải nhân thêm 2 vào con nhé. Vậy đến đây ta có được là 2 nhân mở ngoặc x chữ 2. Thế thì đây là hai phân số bằng nhau mà lại có mẫu số giống hệt nhau đều là 6 rồi. Vậy ta triệt tiêu hai cái mẫu này đi thoải mái luôn bằng cách là thầy sẽ nhân cái ngoặc này ra bằng cái ngoặc này nhân ra bin nhìn giúp thầy này bin ơi bin để ý một tí này con có nhìn thấy là nếu thầy nhân ra thì cái ngoặc cái chỗ này này cái thằng này nó có giống cái thằng này không giống hệt ông pin giống không giống hệt đúng không con đúng. giống giống hệt thế còn cái thằng này ô tròn cho nó hoành tráng thì nó lại bằng cái ô tròn ở đây con nhìn thấy giống chưa như vậy thực tế là thầy nói là cách số 2 thôi nhưng thực tế cách này là thầy ăn cóp cách một của con có hiểu không cách một thì người ta gọi là tích chéo còn cách hai thì người ta gọi là quy đồng mẫu số chung vậy bây giờ bin đã nhớ lại được cách thức để giải quyết bài này chưa con nhớ chưa rồi ạ rồi ok xin mời bin chữa cái này thật nhanh vào trong vở giúp thầy sau đó thì xin mời bạn vi anh chờ thầy một chút thầy viết đầu bài vi anh sẽ xử lý cho thầy cô z <laughs> Vi Anh cho thầy hỏi là cái câu Z này con đã ra được nghiệm của phương trình chưa? Rồi ạ. Ok, rồi. Vậy bây giờ xin mời con hãy trình bày bài này cho thầy với cả lớp nghe nào. Ờ, cái câu Z này thì con thấy mẫu số chung đây là 84. Ok luôn. Trong trường hợp này tại sao lại bạn Vi Anh bạn ấy nhận diện ra được bằng 84 thì thầy hỗ trợ, hỗ trợ cho các bạn còn lại trong lớp quan sát một chút này. Sở dĩ là 12 của chúng ta ấy là sẽ tách ra bằng 3 x 4. Hay là thầy sử dụng một cái kiến thức ở lớp 6 được gọi là tìm bội chung nhỏ nhất của 12, 21 và 28 để tìm ra được mẫu số chung các con nhé. Thì 12 bằng 3 x 4. Thế còn đâu thằng 21 ý? Thì bằng 3 x 7. Đấy. Thế còn cái thằng 28 này chẳng hiểu sao đầu bài nó lại cho đúng bằng 4 x 7 này. Lạ thế chứ lại. Như vậy từ ba điều này dẫn tới là mẫu số chung của chúng ta ấy phải bằng là 3 x 4 nhân với 7 và ba thằng này mà nhân với nhau thì đúng bằng 84 thật. Như vậy bạn à, Vi Anh bạn đi kết luận là mẫu số chung là 84 hoàn toàn chính xác. Rồi, xin mời Vi Anh sẽ tiếp tục với cái phần trình bày của con. con, à, con sẽ nhân 7 và bình chất sẽ là 7 nhân x trừ 2 tất cả mẫu 2. Ok. 84. Đối với được gọi thầy thầy Ok. Đối với phân số đầu tiên thì bạn Vi Anh nhân cả tử và mẫu với 7. Vậy là trên tử là 7 nhân mở ngoặc x 2 tất cả bình phương. Còn dưới mẫu này là 12 nhân 7 bằng 84. Rồi tiếp tục. Phân số thứ hai Không vì anh nhân với... nhân cả tử và mẫu với bao nhiêu ạ? Với cả 4 ạ. Ok luôn, với nhân với 4 thì 21 nhân 4 đúng bằng 84. Còn phân số cuối cùng? Con nhân với 3 ạ. Ok luôn. 28 x 3 bằng 84 nhá. Như vậy, tiếp tục đến đây con sẽ xử lý tiếp thế nào? Ờ, cái phân số thứ nhất con có thầy xuất hiện thẳng đẳng thức số 2 và nó sẽ tách nó ra sẽ bằng là 7 nhân mở ngoặc x mũ 2 trừ 4x cộng 4. Chính xác. Ờ, phân số thứ hai cũng xuất hiện thẳng đẳng thức thứ nhất con sẽ tách nó ra là trừ 4 nhân mở ngoặc x mũ 2 cộng 2x cộng 1. Chính xác luôn. Tiếp tục. Và cái phân Ờ, top số 3 thì con sẽ nhân bung cái mặt để ra sẽ bằng là 3 nhân mở ngoặc x mũ 2 trừ 10 x cộng 24. Chuẩn rồi, ok. Vậy đến đây, được rồi, thầy cảm ơn Vi Anh. Vi Anh tạm thời dừng lại đây đã để thầy giảng giải cho cả lớp những bạn nào chưa nhận ra được cách làm như sau. Thứ nhất là bước đầu tiên từ dòng đầu tiên này, bạn Vi Anh chuyển xuống dòng thứ hai bằng cách là bạn đi quy đồng mẫu số chung. Trong trường hợp này thì mẫu số chung của chúng ta ấy là bằng 84, được chưa các con? Như vậy để thằng 12 này muốn biến thành 84 thì bạn ấy phải nhân cả tử và mẫu với 7 thì thằng mẫu biến thành 84 đây rồi. Thế còn tử thì bạn ấy nhân thêm số 7 vào đây, hoàn toàn chính xác. Cách làm này hoàn toàn tương tự với hai phân số phía sau, đó là nhân với thêm tử và mẫu phân số thứ hai với 4 và nhân cả tử và mẫu phân số thứ ba với 3, chính xác luôn. Sau đó thì đến đây vì ba phân số này cùng có mẫu là 84 rồi Nên gạch bỏ mẫu số đi Chỉ còn lại là tử của phân số thứ nhất là thằng này Trừ tử phân số thứ hai Và bằng tử của phân số thứ ba Thì bạn Vi Anh ở đây bạn ý sử dụng luôn hằng đẳng thức đáng nhớ Thằng đầu tiên này là bình phương của một một hiệu Vậy sẽ bằng bình phương số thứ nhất Trừ 2 nhân x nhân 2 tức là trừ 4x Và cuối cùng là cộng hai bình phương là cộng 4 Chính xác x cộng 1 tất cả bình là bình phương của một tổng vậy x bình phương cộng 2 x cộng 1 chính xác còn thằng cuối cùng này bạn nào mà nhân không tốt thì nhân bình tĩnh như sau x trừ 4 này đóng mở ngoặc nhân x trừ 6 lấy x trừ 6 này là viên gạch thầy đã hướng dẫn các con rồi vậy đầu tiên chúng ta lấy x nhân viên gạch sau đó trừ 4 nhân viên gạch vậy thầy sẽ được như sau bằng này x nhân mở ngoặc x trừ 6 sau đó trừ đi 4 nhân mở ngoặc x trừ 6 tiếp. Sau đó các con nhân bung ra như bình thường thì x nhân x là x bình phương. Trừ x nhân 6 là trừ 6x, tiếp tục trừ 4x và cuối cùng là đổi dấu cộng 24. Vậy kết hợp lại được x bình phương trừ 10x cộng 24 thì bạn Vi Anh bạn ấy đã điền vào đây. Thầy làm đúng theo yêu cầu của bạn Vi Anh, được chưa nào? Rồi tiếp tục đến đây xin mời Vi Anh xử lý tiếp nào. Con sẽ nhân ra và nó sẽ được là 7x mũ 2 trừ 28x Cộng 28 trừ 4x mũ 2 trừ 8x trừ 4 Chính xác Tiếp tục đi Bằng bên Còn tay phải nó sẽ là 3x mũ 2 trừ 30x cộng 72 Ok luôn Chuẩn không cần chỉnh Sau đó tiếp tục làm thế nào đây Con sẽ thu gọn Về thứ nhất nó sẽ bằng là 3x mũ 2 trừ 36x cộng 24. Rồi ok chính xác rồi thôi. Đến đây thầy xin phép là cướp công của con. Thầy sẽ làm nốt được chưa nào? Ok. Đến đây thì bạn Vi Anh làm như sau này. Đầu tiên là bạn ấy thu gọn cái bên tay trái này trước. Vậy thì ở đây cách thu gọn như sau. Đây là kiến thức về thu gọn đa thức. Được chưa nào? Thu gọn đa thức. Và thu gọn thì bằng cách nào? Có nghĩa là đi tìm xem những thằng nào những đơn thức nào đồng dạng với nhau thì triệt tiêu nó đi vậy thầy thắng thấy rằng là 7 x bình với trừ 4 x bình phương này đây được gọi là hai đơn thức đồng dạng được chưa các con còn thằng tiếp theo đó là trừ 28 x là thằng này này thằng ô, ô, tròn này này thì kết hợp với thằng âm 8 x ở đây sau đó là còn thành phần số tự do là dương 28 với trừ 4 vậy thầy xin phép thu gọn lại được như sau cả lớp quan sát nhé 7x bình trừ 4x bình là được 3x bình phương trừ 28 x trừ 8x vậy là ừ 36x cộng 28 trừ 4 cộng 28 và 4 tức là cộng 24 như vậy vế tay trái của thầy sẽ còn lại được là ba thành phần này bên tay phải của thầy thầy hoàn toàn giữ nguyên một lần nữa vậy đến đây chắc là cả lớp đều nhìn nhận ra được là hai vế của thầy ấy, đều xuất hiện thành phần 3x bình phương 3x bình phương. Như vậy nếu xuất hiện được như nhau ấy ở cả hai vế thì như vậy chúng ta sẽ chém hoa quả nó đi, tức là triệt tiêu cái thành phần này đi. Vậy thầy sẽ còn được bên tay trái là trừ 36x cộng 24 thì sẽ bằng bên tay phải là trừ 30x cộng với 72. Và đến đây thì quay trở về một bài toán khá là quen thuộc đó là chuyển x sang một vế, chuyển số hạng tự do sang phía ngược lại. Rồi ok. Vậy đến đây nhá Thầy xin mời bạn Chip xử lý nốt cho thầy đoạn này như nào nào Tự nhiên thầy lại không biết làm nào rồi Chip ơi Nào Thì điêu cậu làm được cứ nói thế Điêu Điêu cái gì <laughs> nào chữa đi à, um, um 30x cộng 30x à. Âm ba mươi x Cộng ba mươi x ạ Âm ba sáu x đúng không Cộng với à, nhờ, cộng với 30x rồi ok Như vậy con chuyển x sang bên tay trái ok rồi Vậy bên tay phải con còn bao nhiêu? Bằng ờ, bằng, hình đó. bằng 72 trừ 24. Chính xác, 72 24. Nào, bên tay trái trái còn bao nhiêu x? Bên tay phải có bao nhiêu số hạng tự do bên nào? Bên tay trái là âm 6x. Chính xác. Bên tay phải là bằng 48. Ok luôn. Vậy x bằng x bằng 7 à hay là x bằng 8 à 9 đây? X bằng âm 8. À x bằng âm 8. Ok. Rồi, Xin mời cả lớp bạn nào cảm thấy câu này chưa thật sự là làm được hoàn thiện thì chữa vào trong vở giúp thầy ạ. Được chưa nào? Sau khi chữa xong, thầy xin mời bạn Bách xử lý tiếp cho thầy câu số câu đáp lưu. Bạn Bách có thời gian để chuẩn bị là 2 phút. Sau đó câu V này, Khánh Nam ơi. Khánh Nam có tự tin làm câu V không con? À con có tự, có tự tin không dạ con không ạ à không tự tin gì ok vậy thì bây giờ từ giờ cho đến lúc bạn bách bạn đi làm xong câu w ấy thì con hãy cố gắng suy nghĩ nó nhá nếu mà con làm được thì con nói cho thầy còn trong trường hợp nếu không làm được thì lát nữa thầy sẽ hướng dẫn cả lớp nào vi anh thử xem cô v này theo con có làm được không chắc là được ạ à ok tự tin là tốt vậy suy nghĩ đi lát nữa thì hỗ trợ thầy câu của ai ơi câu v này là của vi anh câu u ạ à? à câu u này à cho con không? thầy à, ok Úi giời đơn giản sợ là học sinh lười không làm thôi chứ còn học sinh mà yêu cầu thầy giao bài tập thì quá đơn giản câu này sẽ là duy câu w là bách bách còn một phút làm nốt câu mà của Bách thì chúng ta sẽ tạm thời nghỉ giải lao một chút các con nhé. Bách chuẩn bị đi, thầy ra lấy một chút nước thầy quay lại ngay. Rồi, thầy xin mời Bách ạ. À. Dạ à. Thầy xin mời Bách, hãy xử lý cho thầy câu W ạ. À. Vâng. À. Con chờ thầy một chút, thầy sẽ viết đầu bài. Vâng. À. Ok, đầu bài đã xong. Xin mời bác xử lý giúp thầy nào. Ồ, ờ, con quy đồng. Ok, nhất trí luôn. Trong trường hợp này, mẫu số chung của con là bao nhiêu ạ? 20 à? Chuẩn luôn, mẫu số chung 20, nhất trí luôn. Vậy, như vậy đối với phân số đầu tiên này, con cần phải nhân cả tử và mẫu với bao nhiêu ấy nhỉ? 5 chính xác 4 x 5 bằng 20 vậy thầy xin phép đổi mẫu số thành 20 luôn trên này mà nhân thêm 5 vào nữa thì thành bao nhiêu con 15 ạ chính xác 15 chúng ta sẽ làm chậm một bước có nghĩa là gì 3 nhân với 5 thì bạn bách bạn viết ở đây là 15 thầy hoàn toàn nhất trí còn nếu những ai mà cảm thấy là thật sự tự tin ấy thì nhân luôn cái thằng 15 nhân với mở ngoặc này ra viết lên trên này vẫn được nhưng thầy khuyên là cứ bình tĩnh được chưa nào vậy số 5 này đưa thành phân số với mẫu là 20 thì tử là bao nhiêu nhỉ bách nhỉ à 100 à. Chuẩn luôn, tiếp tục đi. Phân số tiếp theo. 6x 4 20. Chính xác, chuẩn rồi. Xin mời con tiếp tục đối với phân số cuối cùng. 8 8, 8 nhân, nhân... mở ngoặc 3x 1 đúng không con? Ok, thầy vâng. cảm ơn con. Trên mẫu là 20, chính xác rồi. Vậy đến đây thì chắc là cả lớp các con đều nhận diện ra được các phân số này. Bạn Bách đã quy đồng lên mẫu số chung là 20 Vậy chúng ta vứt thằng mẫu đi Chỉ còn lại là các tử với nhau thôi Vậy đến đây Bách sẽ được cái gì con? Con ừ, được Con tính luôn trong thế à? Chính, chính xác ạ, chính xác ạ 15 x 2x Con đọc luôn giúp thầy ạ 30x cộng 15 ạ 30x cộng 15 Chuẩn luôn Tiếp tục ạ Trừ 100 Tiếp tục Trừ 6x cộng 4 Trừ 6x cộng 4 là con có muốn đóng mở ngoặc không Hay là con phá ngoặc luôn à, Phá ngoặc ạ à, Thì phá. trừ 6, trừ 4 À đấy, phải là trừ 6x trừ 4 Còn nếu lúc nãy mà con đọc là Trừ 6x cộng 4 thì chắc thầy phải ghi nhận Đó là đóng mở ngoặc, đúng không con Như vậy ở đây là bạn ừ. Bạch bạn ấy cố tình là phá ngoặc luôn Và thầy hoàn toàn đồng ý Bằng bên tay phải kia bằng bao nhiêu đây 18x trừ 8 thật hay không nhầm 24x 18 ok 24x 8 đúng rồi đấy đoạn đấy mà con làm nhầm một tí xong con dẫn đến kết quả bị sai có phải đáng tiếc không rồi ok ta được là 30x 6x bên tay trái còn bao nhiêu x con còn uh, 24x chính xác con có nhầm được luôn là 15 100 và 4 này bằng bao nhiêu không? Xin mời con cứ bình tĩnh nhầm. À, uh. Ừ, âm 89 à. Chính xác, âm 89 đúng rồi ạ. À. Tức là trừ đi 89 bằng bên tay phải bao nhiêu kia? 24x 8 thầy xin phép giữ nguyên xuống. Vậy đến đây con sẽ được điều gì? Chuyển x sang một vế đúng không? Như vậy là dạ. 24 mà trừ đi 24 là còn bao nhiêu x nhỉ? Chỗ này bên tay trái là hai thằng này giống nhau quá. Như vậy nếu giống Nên nhau thì à. bằng 0x. Còn ở kia là âm -8, sau đó là cộng với 89 chuyển vế đổi dấu. Vậy con sẽ được cái phương trình này tương đương với phương trình cuối cùng là gì? Không bằng, bằng... Không x bằng 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 bao nhiêu? 81. Đúng rồi, bằng 81. Vậy phương trình này như thế nào ấy nhỉ? Theo con là như nào? Vô nghiệm này. Đúng rồi, chỗ này chúng ta viết từ là vô lý còn nhá. Bởi vì sao? Làm gì có chuyện mà một số 0 nhân với x lại được kết quả bằng 81. Như vậy đến đây điều này là vô lý và vô lý thì dẫn tới là vậy phương trình của chúng ta là vô nghiệm các con nhá vậy phương trình vô nghiệm ok thầy cảm ơn bách rất chính xác thầy cảm ơn con duy ơi có làm được luôn không hay là nghỉ giữa giờ xong mới làm Ê, thầy thầy thầy, cho con làm luôn thầy ạ à ok rồi nó, thoải mái này rồi ok nhất trí luôn đợi thầy viết đầu bài ngay bây giờ đây vâng ạ tinh thần có vẻ ổn đấy à. Không? cho thầy sửa đầu bài sau đó là con sẽ xử lý nó cho thầy rồi đã xong trong trường hợp okay, này thầy. trong trường hợp này mẫu số mẫu chung 12 ạ Ok luôn, mẫu số chung chính xác là bằng 12. Như vậy con có thể đọc cho thầy luôn là cái phân số đầu tiên chúng ta sẽ đưa thành là cái gì nào? Con thưa thầy, phân số đầu tiên. Ôi rồi. Thầy ơi, sao dạ. lại có ba ở ngoài thì kết thầy? ơ ờ, thì đầu bài nó có ba mà. Ờ, thế đây này. Cái ba này có phải là cái mà nhân của cái 2x cộng 1 đúng không thầy? Tức là để uh, quy đồng lên hả? À? Dạ không phải là quy đồng lên mà là bản thân con nhìn đầu bài chứ. Duy ơi, Duy nhìn này cái đầu bài của con là bản thân nó đang là đang là 3 nhân mở ngoặc 2x cộng 1 rồi đúng không? Trên 4. Như vậy đây là phân số gốc của nó thì đã là 3 nhân với mở ngoặc 2x cộng 1 rồi. <laughs> Bây giờ nếu con muốn quy đồng cái thằng này lên là thành à, mẫu số là 12 thì bách à quên duy nhìn nhá, duy nhìn nhá. Con phải bình tĩnh này. Ở đây ý, thì thực tế là nó không khó khăn gì đâu, nhưng con phải bình tĩnh một tí để tránh nhầm lẫn thôi. Con nhìn này. Đây là phân số ban đầu đầu bài cho. Vậy bây giờ chúng ta muốn đưa cái thằng này thành phân số mới với mẫu số là 12, tức là ta phải nhân cả tử và mẫu với 3 nữa đúng không con? Có phải biến như thành như này à. không? Đúng không Duy? À. Không chưa? Như vậy khi đó thì trên tử chúng ta sẽ có là bao nhiêu nhân với 2x 1? 3 này, à. 3 này là 3 ban đầu. Nhân thêm à. với 3 là nhân tử phụ. Như vậy là 3 nhân 3 là mấy? 9 ạ. Ừ thì vậy ở đây con phải đọc cho thầy là 9 nhân mở ngoặc 2x cộng 1 trên 12 thầy ạ. À. Ok chưa? Dạ vâng ạ. Rồi tiếp tục đi. Thằng phân số thứ hai. Phân số thứ hai à? Nhân cả tử và mẫu với bao nhiêu? Ờ à, nhân với cả 2 ạ. À? Đúng rồi thì, thì nhân đi đọc đi để thầy để, để, để đọc đi. để thầy Người cộng... x cộng với 6 phân thì à tức là lại là nhân luôn thì ok. Vâng ạ ok nhất trí tưởng là không dám nhân rồi tiếp tục đi không ạ Nên là 4x cộng 4 phần 13 phần à, 12 ạ à. à à đấy 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 vội làm 4, gì làm gì mà vội thế nào Và tiếp tục đi hai thằng này 12x phần 12 ạ 12x phần 12 chính xác. Thằng cuối cùng này là nhân cả tử mẫu ấy bao nhiêu nhỉ? 11 ạ. À. ok, ơi, nhất trí. Vậy đến đây được cái gì nào? Thế là 18 x ạ Ok Cộng 9 ạ Tiếp tục Trừ 10 x ạ Trừ 10 x Cộng 6, 6 ạ Cộng 6 à Vâng ạ à, Cộng 6 thầy viết như này đúng ý con chưa Khoan thầy Thầy viết thầy ơi Trừ 6 ạ à. Con đấy, con đấy, thế đấy, đấy, nào? đấy, 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 đấy. Thế nếu mà ở trên lớp thì làm gì có ai nhắc Chẳng nhẽ lại lại phải vỗ vai Bạn vỗ vai bảo là đây là chỗ này mày sai này à thế à, à cái, 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 cái cảnh, cái cảnh giác chi lệ lúc à, nào không phải này không phải lúc nào bạn nào cũng là bạn tốt đâu có thằng á à. có khi nó nhìn thấy con làm đúng rồi nhưng nó lại vỗ vai để cho mình làm sai ấy, hiểu không rồi à. tiếp theo là gì đây chúng ta làm cộng bốn x cộng bốn rồi ok bằng bên tay phải bằng 12 x cộng bảy rồi tiếp tục đi xuống dòng thu gọn x ở bên uh, tay trái cho thầy bằng bao nhiêu x lần này con đã chơi lớn rồi à con ừ, trên... Chơi con đi. có hai phương án là Một là vẫn làm theo như kế ban đầu Hai là con chuyển sang bên phải Chuyển sang chuyển bên phải à. à Chuyển x sang bên phải gì Vâng ừ, ạ Ok con chuyển đi Con thầy sẽ đọc Thầy sẽ làm đúng theo như con yêu cầu Vâng ừ, ạ à, Con cho thầy là 9 Trừ 6 9 Trừ 6 Cộng 4 ạ Cộng 4 Trừ 7 ạ Trừ 7 Bằng ạ Bằng 18x ạ. 18x cộng 10 ạ cộng 10 trừ 4 ạ trừ 4 trừ 12 trừ 4x trừ 12 ạ à trừ -4x thế cái thằng 10 này là cái gì nhỉ? -10x ạ. Thật là -10x không? À cộng 10x ạ, cộng 10x không nhầm ạ. Thôi bây giờ thầy hỏi lại một lần cuối cùng cho con một cơ hội cuối cùng này. Bên tay Sao? phải này thực tế là có những cái gì bên tay phải đấy là x à? đúng rồi là chứa x nhưng mà gồm có những cái gì thầy cho con một cơ hội cuối cùng là đọc lại cho chính xác nếu để như thế này là không chính xác bây giờ duy nhìn nhá dạ. tại là con đang giữ nguyên hệ số bên tay trái có đúng không <laughs> như vậy là con chuyển 7 này vứt sang bên tay trái đúng không ok chưa như vậy tất cả các thành phần x còn lại này con phải chuyển sang bên tay phải ấy gì? Vâng, khi chuyển sang thì chúng phải đổi dấu. Ok. À dạ con quên. Vậy con đã đổi dấu tất cả nó chưa? Chưa thầy ạ. Con à, quên thằng đấy. 18x ạ. Bao nhiêu bao nhiêu? 18x là phải là âm ạ. À thế à? Thế phải là, là... -18, phải là 12x trừ 18. À 12x trừ 18x. Tiếp tục đi. Xong rồi thầy? Thế đổi sống sống hết đấy thầy À thế à Nhớ nhá Khi nào wow. thi Thì nhắn cho thầy Bảo thầy ngồi cạnh Nhớ chưa Thôi thôi thầy ơi Không không thầy ạ Không ừ. sao thế được à Thôi <laughs> Nào rút gọn đi Con cho thầy Là rút gọn Ở đây là <laughs> 96334. 6 0 4... ạ Với đây là 0 ạ 9 chữ 6 Vậy là 9 chữ 6 Bằng 3 3 cộng 4 bằng 7 7 chữ 7 bằng 0 Ok luôn 0 bằng bao nhiêu đây 0 bằng Thầy đợi con Con tính nhanh luôn chị ạ 12 không cần tính nhanh con chỉ cần tính chính xác thôi không thầy ạ bên kia là x ạ à? À, bên bên này là bao nhiêu x nhỉ bên đấy là x à? là x à tức là bên đấy là không x ạ à, nhưng mà con à, bỏ luôn à. không ấy chết ấy chết rồi ôi <laughs> tuyệt Đồng đối khoai. không được bỏ số không ôi rồi ôi <laughs> ừ bây dạ. giờ nghe này nghe này nghe Đã này vâng. nếu giả sử con bỏ số không này đi thì con viết như thế này đúng không mà nếu viết như thế này thì có nghĩa là đang giải ra phương trình có nghiệm x bằng 0. Duy hiểu chưa? Đã hiểu chưa nào? Còn thực tế, à. thực tế thì ta có là 12 trừ 18 là bằng âm 6x. Âm 6x cộng 10x là bằng dương 4x. Dương 4x trừ 4x là bằng 0x. Vậy con phải viết số 0 vào đây cho thầy. Như vậy đến đây là gì? Không nhân x bằng 0. Điều này là đúng với mọi x có hiểu không cái thằng à. không không thì bằng không nhân x thằng này đúng với mọi x chính vì vậy đến đây các con đi đến kết luận cuối cùng cho thầy là vậy phương trình có vô số nghiệm duy đã rõ chưa rồi ạ à. chứ còn nếu lúc nãy con bỏ cái số không này của đi bỏ cái số không này đi là coi như con công cốc bài này con mất không được điểm có hiểu chưa ấy à. đấy đây này nghiệm của chúng ta đây này là phương trình có vô số nghiệm ok chưa nào rồi à. Rồi ok thầy cảm ơn Duy Có sự nỗ lực Bây giờ trước khi nghỉ giải lao Hỏi lại Khánh Nam một chút Có làm được câu V chưa Con chưa hiểu Con chưa nghĩ ra cách làm À vẫn chưa nghĩ ra cách làm ok không, không, không có định hướng gì à Con có định hướng gì không Con không thầy ạ à. ok không sao Không có thì bình thường Còn nếu mà trong trường hợp con làm được Thì thật sự là đấy là một cái uh, điều đáng mừng Ok Bây giờ là 9 giờ 10 Chúng ta sẽ nghỉ uh, 5 phút Lúc gặp nhau lại lúc 9 giờ 15 các con nhá 9 giờ 15 Sau đó thì Vi Anh sẽ xử lý cho thầy cô V Thầy nói luôn câu V này không hề khó Nói luôn không hề khó Ok Thôi, cả lớp hãy nghỉ giải lao đi. Bạn nào nghỉ cũng được, mà bạn nào không nghỉ thì nghe thầy hướng dẫn qua một tí. Đối với câu V là như sau. Cả lớp hãy quan sát giúp thầy. Trong trường hợp này thì đây là phép cộng, bên tay trái là hai phân số này cộng với nhau. Bên tay phải là hai phân số này cộng lại với nhau. Nếu mà các cái con số ở dưới mẫu này là những số rất nhỏ, ví dụ như 2, 3, 4, 6, 12, thầy vân vân, những cái số bé bé, ấy, thì các con có thể nghĩ đến việc đó là quy đồng mẫu số chung. Có đúng không cả lớp? Nhưng mà trong trường hợp này thì đây là toàn những con số rất là lớn, 2009, 2007, 2005 và 1993. Như vậy cái định hướng mà quy đồng mẫu số chung trong trường hợp này là phá sản. Như vậy thì bài này chắc chắn chúng ta sẽ phải nghĩ đến một cách thức khác, cách nào thông minh hơn một tí. Vậy, thầy gợi ý cho các con quan sát được cái điều đặc biệt ở trong đầu bài này, đó là như sau. Cả lớp quan sát này, ở trên này thầy thấy rằng là x có cộng với các con số, Đấy, x cộng 1, x cộng 3, x cộng 5 và x cộng 17. Các con hãy liên hệ cho thầy các con số trên tử và dưới mẫu liên hệ cho thầy các con số mà x đang cộng với dưới mẫu sẽ nhận ra được một điều khá đặc biệt xảy ra. Nào, cả lớp hãy cùng quan sát và suy nghĩ. Tất nhiên bài này vẫn thuộc về Vi Anh sau 3 phút nữa. Rồi, nhìn đi. <laughs> một mà cộng với 2009 thì hình như là bằng 3 cộng 2007 bằng 5 cộng 2005 bằng 17 cộng 1993. Tại sao nó trùng hợp thế nhỉ? Bằng 2010 thầy ạ. Ờ, ừ, nó lại bằng 205 sinh tháng em con. À ok. Bây giờ các con có thích thầy biến tấu cái đề này biến thành đề năm 2022 không? Hả? Thôi thầy ạ, 2010 <laughs> cho nó đẹp năm thầy ạ. Cái đề này hoàn toàn có thể biến tấu thành 2022, đơn giản vô cùng. Nhá? <laughs> Đấy, đấy chính là Đấy chính là cái cái mà thầy mong muốn các con phải nhận diện ra được cái đặc điểm của bài toán. Mm <clears> mm. <throat> các con cho thầy xin một phút phụ huynh đang hỏi <laughs> OK. Rồi thầy xin lỗi các con bởi vì là phụ huynh đang hỏi nên là thầy uh, trả lời một chút. Rồi OK. Bây giờ thầy xin mời, uh, xin mời Vi Anh hãy xử lý cho thầy câu V này nào. Bây giờ Vi Anh chờ thầy, thầy viết đầu bài ra ngay, xong ngay bây giờ đấy ạ. đã xong ạ, à. xin mời Vi Anh ạ. Tất cả các cái phân thức này con sẽ được cộng với cả một. À. OK. Chính vì ở đây các con quan thầy đồng ý, thầy hoàn toàn nhất trí cái định hướng của bạn Vi Anh rất chính xác. Ở đây thì thầy sẽ có thể nói rõ hơn cho cả lớp nghe một chút như sau. Chính vì ở đây ý, các con nhìn này. Ở trên tử chúng ta quan tâm đến các cái số phần số tự do đó là dương 1 và 2009. Đấy. Thế còn cái thằng tiếp theo này là quy luật lại 3 và 2007. Thằng này là dương 5 thì thằng này là 2005. Thằng này là dương 17 thì là thằng này là 1993. Thì lúc nãy như bạn Duy có phát biểu ý là tất cả các cái trường hợp này khi cộng các cái con số tự do ở trên tử số cộng với mẫu đều ra là 2010. Đấy. Chính vì như vậy nên bạn Vi Anh nghĩ đến việc là bạn ý xử lý cái thông tin này bằng cách là bạn cộng thêm tất cả các phân số này với một đơn vị. Tại sao lại như vậy? Thì các con hãy quan sát này. Khi mà chúng ta trên tử này, thầy ví dụ nhé, thầy lấy ví dụ cho các con nhìn cho nó hiểu bản chất hơn này. Ví dụ đây là phân số x cộng 1 trên 2009 thầy cộng thêm một đơn vị giống như ý của bạn vi anh thì sẽ bằng cái gì xin mời Duy nào quy đồng giúp thầy nếu cộng như thế này thì con được trên tử bằng bao nhiêu dưới à. mẫu bằng bao nhiêu à, thì... con có biết là cộng hai này bằng bao nhiêu không hai cái này cộng là là bao nhiêu ơi Để... cái này mà phải đợi sao đây này Duy này nó sẽ bằng x cộng 1 trên 2009 cộng với 2009 trên 2009 có đúng không? À. Bởi vì cái số 1 này thì đưa thành là mẫu số cùng là 2009 thế này. Thế nếu cộng như thế này thì con sẽ được cái gì? Kết quả là bao nhiêu đây hả Duy? Thế này là 2009 x Ôi rồi, ôi sai bét. Đây, 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 đây là dấu cộng. Như vậy là sẽ là x cộng với 2010, 2010 trên 2009. Như vậy là các con nhìn này, khi cộng tất cả các phân số đầu bài cho với 1 thì chúng ta sẽ cùng xuất hiện được tử số giống nhau và đều là bao nhiêu đây hả Duy? Duy có nhìn thấy không? Có Là đều là x cộng 2010 đấy Các con không tin thì đúng bây mà. giờ Thầy sẽ làm cho cả lớp đúng theo ý của Vi Anh này Cả lớp nhìn Vi Anh bạn làm tiếp nhá nào, xin mời Vi Anh. Vi Anh là ừ. cộng tất cả các con số này, các phân số này với một đơn vị vào đúng không con? Như vậy có phải như thế này không con? Ừ. Cộng với một này, bằng thằng này cộng với một này, thằng này cộng với một này. Tại sao phương trình trên và phương trình dưới tương đương với nhau? Các con để ý cho thầy này. Như vậy là chúng ta đang cộng thêm bên vế trái này hai đơn vị. Được chưa cả lớp? Như vậy bên tay phải này của thầy cũng cộng hai đơn vị. Như vậy là từ cái phương trình ban đầu ấy mà chúng ta cộng thêm hai đơn vị vào vế trái và vế phải dẫn tới nó vẫn tương đương và bằng nhau cả lớp ok chưa cả lớp hoàn toàn ok chứ duy hiểu gì duy ơi duy hiểu khánh nam ơi bách ơi các con đã hiểu được chưa có hiểu được cái bước này không à. ờ, bách hiểu rồi khánh nam sao con có hiểu rồi ạ à, ok bạn chip Mấy bạn Hương Thảo cho thầy hỏi các con có ok hoàn toàn không? Chip chip với Thảo ơi, các con có ok hoàn toàn không ạ? À không Thảo. không nghe, thả? đọc, không nghe máy. Rồi ôi thì máy móc của con làm sao ấy chứ? Học mà có, cứ mạch. Máy... Mạng, mạng có hai vạch thì là là mạng nó nó kém rồi, con hiểu không? mạng có hai vạch thì nó sẽ yếu mà nó sẽ dẫn tới là nó sẽ bị đứt đoạn. Có lúc có lúc con nghe được có lúc không. Vậy thì thôi như thế này đi nhá, đối với bạn Chip ý, thì con phải khắc phục. Thực ra thì thì học như thế nó sẽ khó hiệu quả lắm Chip ạ. Vậy thì đầu tiên là con phải cố gắng lắng nghe những lúc nào mà nghe rõ, nghe ổn thì phải tập trung vào. Thế còn đâu ấy, sau mỗi buổi học thì con bắt buộc phải xem lại video để nghe thầy giảng lại những cái phần quan trọng. Được chưa? Thì ở đây thầy nói cho cho bạn chip nghe lại này, vì ở đầu bài của chúng ta đây, thì khi mà chúng ta cộng thêm một đơn vị vào phân số thứ nhất, cộng thêm một vào phân số thứ hai, như vậy là ta đang cộng cả vế trái với hai đơn vị, vế phải này cũng làm giống tương tự như thế, tức là cũng đang cộng vế phải thêm hai đơn vị, như vậy ta có như sau này, các con nhìn này, bản thân ta đang có một cái phương trình như sau, a bằng b, thì thằng này hoàn toàn tương đương với việc lấy A cộng 2 sẽ bằng B cộng 2. Được chưa các con? Cái điều này là hoàn toàn chính xác 100%. Chính vì vậy nên bạn Vi Anh bạn mới đưa ra ý tưởng cho thầy đó là cộng thêm một đơn vị vào phân số thứ nhất. Cộng thêm một đơn vị vào phân số thứ hai. Tương tự cộng một vào phân số thứ ba và cộng một vào phân số thứ tư. Được chưa cả lớp? Còn để làm gì thì các con hãy theo dõi ngay sau bây giờ sẽ nhận ra được ý tưởng của bài này ngay. Được chưa nào? Rồi xin mời Vi Anh ơi, con đọc tiếp giúp thầy nào. Thầy sẽ làm đúng theo ý của con là Vi Anh ơi. Là x cộng 2010 trên 2009. Ok luôn. Tiếp tục đi ạ. Nó sẽ cộng với cả x 2010, x cộng 2010 trên 2007 bằng x cộng 2010 trên 2005 cộng x cộng 2010 trên 5 trên 1993. Dạ chính xác ạ như vậy đến đây này cả lớp ơi các con quan sát một tí này các con có thấy một điều đặc biệt xảy ra ở đây là gì không đó là cả bốn phân số này đều có tử số giống nhau đúng không các con và chính vì giống nhau như thế này nên chúng ta sẽ xử lý bước tiếp theo như sau ok thầy cảm ơn vi anh nhá thầy hoàn toàn là đồng ý nhất trí với cái cách làm này của con rất chính xác vậy đến đây thì phương trình này nó đang có tất cả các phân số có tử số giống nhau Cả lớp nhớ cho thầy này Tuyệt đối không được gạch cái tử số này đi nhá Đối với trường hợp các mẫu số giống nhau Thì các con có thể bỏ mẫu số đi Thầy hoàn toàn ok Nhưng các tử số giống nhau Thì tuyệt đối không được gạch đi Gạch đi có nghĩa là các con đang loại bỏ nghiệm của phương trình đấy Hiểu không nào Vậy đến đây chúng ta sẽ xử lý nó như sau này Thầy chuyển tất cả các thứ bên tay phải Chuyển sang bên tay trái Như vậy thầy sẽ được là trừ x cộng 2010 trên 2005 trừ x cộng 2010 trên 1993 và thằng này thầy cho nó bằng 0. Cả lớp hoàn toàn nhất trí chứ? Cả lớp có đồng ý không ạ? Cả lớp ơi, các con có hoàn toàn nhất trí đến đây cái bước này của thầy không? Đến đây rồi thì thầy thấy rằng là tất cả các phân số ở bên tay trái đều có mẫu số chung à thầy xin lỗi, đều có tử số chung là x cộng 2010 Vậy thầy nghĩ đến việc đặt thừa số x cộng 2010 này ra làm thừa số chung. Và như vậy thầy sẽ được như sau. Cả lớp quan sát này. Đây là thừa số. Như vậy trong ngoặc còn lại của chúng ta là còn gì? Còn lại bốn cái phân số này trừ đi nhau. Nhưng tử chỉ còn lại là một mà thôi. Cả lớp kiểm tra giúp thầy xem. Bước này thầy làm. Cả lớp có hoàn toàn hiểu không? Bạn nào hiểu thì gửi lên cho thầy một trái tim. Còn nếu không hiểu thì khóc xem nào để thấy biết xem là bao nhiêu bạn hiểu được cái bước này. Nào cả lớp. Trong lớp bao nhiêu bạn hiểu được bước này thì cho thầy xin một trái tim. Còn nếu không hiểu không sao cả. Chỉ cần khóc thôi. Thầy ơi. Dạ vâng. À, hiểu một nửa. Hiểu lại còn có hiểu một nửa à? Căng nhỉ? Thế, thế thì ý. gửi thế thì gửi nửa trái tim với gửi nửa mặt khóc. À, <laughs> bin ơi, Bin cho thầy hỏi là đối với bài này thì đến bước này con có hiểu không ạ? À cũng hiểu hơi hơi thôi đúng không? Dạ. À con gửi cái khóc ạ, à? à như vậy con chưa hiểu thì ok. rồi Vừa cười vừa khóc tức là cũng là kiểu nửa hiểu nửa không đấy. Thì thôi ok thầy sẽ nói lại cái bài này nhé cả lớp bình tĩnh này, không sao đâu các con ạ. À. Bài này là thuộc dạng bài nó hơi nâng cao lên một tí rồi. Sách giáo khoa có thể là sẽ không có bài này đâu. Nhưng đề thi học kỳ của các con hoàn toàn có thể có bài tương 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 đương như bài này. Được chưa? Vậy thì cách giải bài này thì đầu tiên các con muốn định hướng được cách giải. Các con cần phải nhận diện ra được cái ý tưởng của bài toán. Thì ý tưởng như sau. Đầu tiên là chúng ta quan sát là như lúc đầu thầy nói. Thì tất cả các cái mẫu số này là các con số rất to. Nên các con không thể sử dụng phương pháp bình thường đó là quy đồng được. Cái phương pháp quy đồng này này là bị phá sản ngay. Tức là gạch bỏ ngay trong đầu của chúng ta. Không được nghĩ theo phương án này. Vậy thì chúng ta phải nghĩ đến một cái cách thức nào đấy đặc biệt hơn. Chứ không thể nào quy đồng được. Thế thì ở đây đặc biệt là như sau. Cái số 1 ở trên tử này. Nếu thầy kết hợp với số 2009 bên dưới. Thì nó lại bằng là 3 cộng với 2007. Bằng 5 cộng với 2005 và bằng 17 cộng với 1993. Như vậy vì là các cái thằng này cộng lại với nhau thì bằng nhau nên thầy nghĩ đến việc thầy thêm một đơn vị vào kết hợp với từng phân số này. Một đơn vị với từng phân số. Như vậy là thầy đang cộng vế trái với hai đơn vị thì bằng vế phải cộng hai đơn vị nên cái phương trình đầu bài cho với cái phương trình ở dòng thứ hai này là tương đương với nhau. Khi cộng một đơn vị vào thì thầy được tất cả các tử cực kỳ là có một cái sự trùng hợp rất ngẫu nhiên đó là tất cả các tử này đều giống nhau và đều nhận giá trị là x cộng 2010 vậy thầy đặt cái thằng này ra làm thừa số chung thầy được như sau như vậy phân số đầu tiên còn lại là 1 phần 2005, 2009 phân số thứ hai là 1 phần 2007 trừ đi hai phân số phía sau này thì sẽ còn lại là trừ 1 trên 2005 trừ 1 trên 1993 thầy hỏi các con nhé bốn thằng phân số này các con có nhất trí với thầy là kết quả của bốn phân số này trừ đi nhau chắc chắn là một số khác không cả lớp có ok 100% không nào các con có đồng ý với thầy là cái kết quả của cái trong ngoặc này này chắc chắn là một số khác không cả lớp có chính xác không bởi vì sao các con nhìn nhá 1 nghìn này đây này nhìn đây này đây 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 thầy hỏi con nhá cái thằng một, một phần một nghìn, phần hai nghìn này này có phải thằng này là nó bé hơn cái thằng này không có bé hơn không lẻ năm bé hơn cái thằng lẻ năm như vậy là khi trừ cho nhau thì nó bé hơn không sau đó thầy lấy cái thằng một, nghìn, một phần hai nghìn trừ đi cái thằng này cũng bé hơn không nốt như vậy thầy kết luận là cái giá trị thu được trong cái ngoặc này này là một số chắc chắn là bé hơn không các con không tin ấn máy tính mà xem đúng không chắn là cái thằng trong ngoặc này giá trị của chúng ta phải là giá trị bé hơn không tức là thầy nói đơn giản nó là một số khác không vậy ta có thừa số x cộng 2010 nhân với một thừa số khác không mà lại được kết quả bằng không đến đây các con suy ra được điều gì hả cả lớp ơi thảo ơi đến đây con sẽ suy ra được điều gì hả thảo ờ, con thầy là x cộng 2010 bằng không chuẩn luôn rất chính xác vậy Đúng. đến đây Đến đây thì rõ ràng là cái ý tưởng của bài toán này bắt đầu nó đã sáng sủa hơn rất nhiều đúng không con? Vậy đến đây các con sẽ nhận diện như sau nhá Ta sẽ trình bày như sau này. Xuống dòng này. Vì 1001 trên cái thằng này là bé hơn 0. Nên phương trình thầy gọi cái phương trình trên này là phương trình sao. Thì cái phương trình sao ấy lập tức sẽ tương đương với phương trình sau sẽ tương đương này với phương trình và cái phương trình này là phương trình gì thầy loại bỏ cái thành phần khác không đi bởi vì cái chỗ này là một số khác không như vậy một thừa số nhân với một thừa số khác không bằng giá trị không này như vậy chắc chắn thừa số x cộng 2010 bắt buộc phải bằng 0. Vậy thầy sẽ được kết quả tiếp theo như sau. Đó chính là tương đương với phương trình x cộng 2010 bằng 0. Và điều này dẫn tới giải ra được là x sẽ bằng âm 2010 các con nhá Cả lớp đã ok 100% chưa? Nào, thầy xin hỏi. Cả lớp các con đã hiểu hoàn toàn bài này chưa ạ? Cả lớp có hiểu hoàn toàn không? Đến bây giờ có bạn nào không hiểu thì cũng không sao nhá không hiểu thì các con bình tĩnh suy xét lại sau đó về nhà thì các con hãy xem lại cái video của thầy gửi để các con nắm vững được và hiểu được nó rõ ràng hơn ok chưa nào được chưa các con vậy đến đây chúng ta sẽ giải ra được là x của chúng ta là bằng 2000 âm 2010 các con nhé và đây chính là nghiệm của phương trình của chúng ta cả lớp ok chưa ạ cả lớp ơi thầy xin hỏi một lần cuối này trong lớp có bạn nào bây giờ vẫn chưa hiểu rõ bài V này không? Có bạn nào không ạ? Bạn nào không hiểu thì cứ mạnh dạn nói cho thầy nhá, không sao đâu. Chuyện các con không hiểu là một cái chuyện hết sức bình thường. Còn nếu mà các con hiểu được rồi thì đấy là một điều đáng mừng. Nào, thầy xin hỏi lại, trong lớp có bạn nào vẫn chưa hiểu cách thức giải quyết bài này không ạ? Như vậy là thầy không nhận được bất kỳ một phản hồi nào là các con không hiểu đúng không? Có đúng không ạ? Ok rồi, nếu các con đã hiểu được hết rồi thì tốt rồi. Thầy xin cảm ơn tất cả các con. Ok rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chính thức chuyển sang dạng tiếp theo, đó là giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu các con nhé. Bây giờ các con tranh thủ chữa cái bài này thật nhanh vào trong vở cho thầy. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của bài tiếp theo, đó là giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu, được chưa nào? Hay thôi cái phần này thầy nghĩ là để lại buổi sau nhá buổi sau thầy sẽ dạy các con hai 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 nội dung này một là giải các phương trình có chữ ẩn ở mẫu hai là giải bài toán bằng cách lập phương trình được không các con buổi sau thì chúng ta sẽ hai cái nội dung này nhá giải bài toán này thầy sợ bây giờ thời gian còn lại có 30 phút thôi mà để cho các con làm tất cả những cái phương trình kiểu như thế này thì sợ là các con không đủ thời gian được không nào không đủ thời gian vậy bây giờ chúng ta sẽ làm một cái nhẹ nhàng hơn đó chính là bài số 2 được chưa nào bài số 2 này thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều và thầy sẽ hướng dẫn luôn cho các con ok chưa cả lớp ơi các con chữa bài này vào trong vở giúp thầy đi đã sau đó chúng ta chuyển sang bài số 2 nhé cả lớp nếu mà các con đã chữa xong rồi thì comment lên trên thanh chat cho thầy là đã xong để thầy còn biết chuyển bài tiếp theo những bạn nào mà đã xong thì comment lên đã xong nhá Ok, Khánh Nam đã xong. Những bạn nào đã xong thì gửi giúp cho thầy lời lên là đã xong để thầy biết ạ. <laughs> ok đăng bách đã xong rất tốt <laughs> Ok những bạn còn lại thì sao? Các con đã xong chưa? Thấy không thấy comment gì? <laughs> ok cả lớp ơi các con xong hết chưa? Rồi ok chip xong rồi này, bách xong rồi, Khánh Nam xong rồi. Bin Duy, Cả Thảo, các con đã chưa xong hết chưa ạ? Ok, bây giờ thầy sẽ chuyển sang nội dung bài số 2 các con nhé. Ok, nội dung bài số 2 này này là giải các phương trình này. Thì thầy chốt lại luôn cho các con nghe này. Toàn bộ nội dung của bài số 2 này được gọi tên nó là phương trình tích được chưa cả lớp? Tất cả các nội dung của bài số 2 đều là có dạng là phương trình tích. Vậy phương trình tích thì lý thuyết thầy đã nêu rồi. Đó là gì nhỉ? là các phương trình có thể đưa về cái dạng đó là AX nhân với BX và bằng 0. Các con nhớ nhá là các phương trình tích. Phương trình tích là phương trình có thể đưa được về dạng tích AX nhân BX bằng 0. Vậy bây giờ, thầy xin biểu diễn tất cả các bài này cho các con nhìn xem là chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào. Ok chưa nào? Ở đây cái câu L này này. Câu L này đầu bài đang bị hơi sai nhá Đầu bài này nó sẽ bị hơi sai. Trong trường hợp này thì các con sửa giúp cho thầy cái số 2 này này. Biến thành nó là số 12. Được chưa nào? Biến thành số 12. Ở đây là là nó sai là do là do đánh đánh do đánh 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 chữ đấy. Nó bị thiếu mất số 1 đằng trước, tức là cộng với 12 mới là chính xác, được chưa nào? Vậy bây giờ thầy sẽ biểu diễn tất cả các bài này cho các con xem trong thời gian ngắn nhất để xử lý tất cả các câu này phải làm như thế nào. Như vậy đây, thầy sẽ không yêu cầu bất cứ bạn nào làm cả. Nhưng cả lớp hãy tập trung xem thầy trình bày cái phần này bởi vì thầy biết trong lớp ý, có rất nhiều bạn là khá rồi ok rồi các cái bài này các con sẽ làm trong nháy mắt là làm được thôi tuy nhiên ấy bởi vì là có những bạn thì lại ngược lại chưa kiến thức chưa thật vững vậy trong trường hợp này chính thầy sẽ là người xử lý tất cả các câu này thầy yêu cầu chữa tất cả các câu này xong mới nghỉ được chưa nào bây giờ quan sát đây Bài số 2. Câu đầu tiên của chúng ta như sau. Ok câu A này. y nhân mở ngoặc y bình phương trừ 4 trong ngoặc bằng y bình phương trừ 5y cộng 6. Bài này xử lý thế nào đây? Thì cả lớp hãy lắng nghe thầy. Thứ nhất, đây là có dạng phương trình đưa về phương trình tích. Bởi vì sao? Ngay từ đầu thầy đã nói cho các con biết là bài này chắc chắn đưa về phương trình tích rồi. Vậy cái việc mà để đưa về phương trình tích có nghĩa là các con phải phân tích đa thức thành nhân tử đấy là mấu chốt của cái bài phương trình tích được cho cả lớp ở đây thầy nhận diện như sau này cả lớp quan sát nhé bên tay trái này của thầy có thành phần y bình phương trừ 4 đây chính là hàng đẳng thức số 3 có nghĩa là có nhân tử y trừ 2 nhân với y cộng 2 cả lớp điều này mà bây giờ còn không nhận diện ra được thì thầy bỏ tay luôn còn bên tay phải của chúng ta là thằng y bình trừ 5 y cộng 6 Thằng này đây là một đa thức bậc 2 ẩn y. Các con hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp bộ số tỷ lệ để tách cái thằng này ra. Thì thầy sẽ tách ra được đó là y 2 nhân y 3. Cả lớp thử kiểm tra giúp thầy xem điều thầy trình bày này có chính xác hay không. Các con tự kiểm tra xem. Trong trường hợp này dùng bộ số tỷ lệ để làm này. Ta có này. B1 cộng B2 là bằng âm 5. Còn B1 nhân B2 thì bằng dương 6. Như vậy hai số nào tổng thì bằng âm 5 còn tích là bằng dương 6. Như vậy thầy kết luận hai số này chính là số âm 2 và số âm 3. Vậy dẫn tới tách trừ 5 này ra thành trừ 2y và trừ 3y. Và bài này thầy sẽ xử lý nó như sau. Cả lớp quan sát này. Nhìn nhá. Ta có như sau. Tương đương với y nhân mở ngoặc y trừ 2 nhân với mở ngoặc y cộng 2 trong ngoặc trừ đi toàn bộ cái ngoặc phía sau đó là y bình phương trừ 5y cộng 6 tức là thầy đang chuyển vế đổi dấu như vậy khi chuyển vế đổi dấu thì trừ toàn bộ cái ngoặc này thầy cho nó vào trong ngoặc để tránh nhầm lẫn cả lớp ok chưa và đến đây ý, thì thầy sẽ sử dụng như sau thằng đầu tiên là y nhân y trừ 2 nhân y cộng 2 thầy giữ nguyên trừ đi thằng phía sau này chúng ta sẽ tách nó ra thành nhân tử đó chính là y trừ 2 nhân đóng mở ngoặc y trừ 3 được chưa các con? Bằng 0. Thế còn tại sao lại tách ra được như thế này? Thì chúng ta nên làm thêm một bước nữa cẩn thận như sau. Tức là như thầy thì không cần thiết bởi vì thầy nhận diện ra được ngay. Còn các con thì nên tách ra cho thầy như sau. Đó là trừ 2 y sau đó trừ 3 y và cộng 6. Thì cái ngoặc này chắc chắn sẽ tách ra được bằng hai thành phần. Đó là y trừ 2 nhân y trừ 3. Đóng mừng ngoặc các con nhé. Vậy đến đây, thầy thấy rằng như sau này. Cái vế đằng trước này và cái phía đằng sau này có thừa số chung là y 2 Vậy thầy đặt y trừ 2 ra làm thừa số chung. Trong ngoặc của chúng ta còn là như sau. Y nhân mở ngoặc y cộng 2 trừ đi y cộng với 3 ở trong ngoặc và thằng này bằng 0. Và đến đây ta sẽ được tương đương như sau. Thường thành phần y trừ 2 giữ nguyên này. Ở trong ngoặc phía sau thì các con nhân bung nó ra cho thầy nhé. Y nhân y là y bình. Cộng y nhân 2 là cộng 2y. Cộng 2y mà trừ đi y như vậy còn cộng y và cuối cùng là cộng với 3 bằng 0. Được chưa cả lớp? Đến đây, thầy kết luận cho các con một điều như sau. Thành phần y bình phương cộng y cộng 3 này này, chúng ta sẽ dùng nháp để làm như sau nhìn này. Y bình cộng y cộng 3 bằng y cộng 1 phần 2 đóng mở ngoặc tất cả bình phương cộng với à, 4, 3, 12 như vậy là cộng với 11 phần 4 và thằng này là dương. Được chưa các con? Cái này các con làm ngoài nháp thôi nhá còn tại sao ấy thì bây giờ thầy nói thật Thầy lý giải cái điều này rất nhiều lần rồi Như vậy là y bình phương cộng y cộng 3 Thằng này chắc chắn là số dương rồi Vậy đến đây ta sẽ có được tương đương như sau Tương đương với là y trừ 2 bằng 0 Và điều này sẽ giải ra được là y của chúng ta là bằng bằng 2 các con nhé Như vậy đối với bài đầu tiên này thì phương trình là có nghiệm y bằng 2 Cái này mở ngoặc ra này Vì y bình phương cộng y cộng 3 Bằng đóng mở ngoặc y cộng với 1 phần 2 tất cả bình phương cộng với 11 phần 4 được chưa các con và thằng này là dương Đấy, ok chưa như vậy ở đây thầy có lý giải đầy đủ luôn nhá các con hãy xem thật nhanh bài này sau đó bạn nào mà không hiểu thì hỏi ngay bây giờ thầy xin hỏi cả lớp có bạn nào trong lớp không hiểu câu a này không comment lên thanh chat cho thầy nào nhanh không có nhiều thời gian để uh, trần trừ đâu bây giờ thầy hỏi câu a này trong lớp có bạn nào không hiểu không còn không hiểu chỗ nào thì hỏi luôn nào cả lớp nhanh nào mạnh dạn lên có ai không hiểu thì mạnh dạn lên bật bích lên hỏi thầy thầy ơi cái này con không hiểu đâu hiểu ở chỗ nào thì hỏi luôn cả lớp có hiểu không những bạn nào hiểu thì giơ tay lên xem nào Tất cả những bạn nào hiểu rồi thì giơ tay lên Còn những bạn nào chưa hiểu thì để nguyên tay xuống Không cần phải giơ Nào Bin, bách duy thảo Nam ok hết chưa Thầy đang yêu cầu là những bạn nào hiểu bài rồi Thì giơ tay lên cho thầy mà Còn những ai chưa hiểu Thì các con không cần giơ tay để thầy biết là là bạn ấy chưa hiểu Thảo ơi Nam ơi, Bin ơi, các con thế nào? Có phần nào không hiểu thì nói luôn đi. Bin Thảo với Khánh Nam ba con cho thầy hỏi đi các con có, có, có hiểu được toàn bộ cái bài số 1 thầy vừa làm không à, Bin Thảo Khánh Nam các con có nghe thấy tiếng thầy đang hỏi không là con có Khánh Nam ơi con có hiểu không con có à, Ok Khánh Nam hiểu rồi như vậy còn Thảo với Bin thì sao Thảo với Bin, hai con cho thầy hỏi là bài 1 câu a, thầy xin lỗi bài hai câu a, cái việc thầy trình bày giải giải như thế này các con có hiểu được không ạ? Có. À Thảo hiểu rồi. Bin có hiểu không con? Có. À ok. Lần sau nếu mà các con hiểu rồi thì các con comment lên cho thầy là đã hiểu để thầy biết, thì thầy còn giảng giải các câu tiếp theo chứ. Thầy cứ tưởng là bọn có một bạn nào đấy không hiểu thì trong trường hợp không hiểu ấy thì thầy sẽ phải giảng cho riêng bạn ý kỹ càng hơn được chưa nào rồi ok câu b của chúng ta như sau này đầu bài này y nhân mở ngoặc y trừ một phần hai nhân với mở ngoặc hai y cộng với năm các con đừng có giấu nhá đừng có giấu trong trường hợp không hiểu các con cứ mạnh dạn nói với thầy không hiểu cái chuyện đấy là chuyện hết sức bình thường bởi vì cái năng lực của mỗi người khác nhau có người thì người ta thông minh có người thì không thông minh có người thì nhanh, người thì chậm. Có người thì chăm chỉ, có người thì lười biếng. Như vậy thì mỗi một người khác nhau cho nên là cái cái khả năng nhận biết của các con đối với mỗi bài cũng khác nhau. Thế nhưng thầy hỏi là cái việc thầy giảng giải như thế đã ok chưa? Thì các con phải cho thầy biết là các con cho biết ngay. Ví dụ là hiểu rồi thì bảo với thầy là ok. Còn nếu chưa hiểu thì phải nói với thầy là con chưa hiểu đâu. Thì những cái bạn mà chưa hiểu ấy thì thầy còn biết cách để thầy giảng giải cho kỹ càng hơn. Hiểu chưa nào? Cái câu B này của chúng ta đây là ba thừa số nhân với nhau bằng 0. Như vậy thấy kết luận đây chính là phương trình tích có dạng như sau. Các con nhìn này. AI nhân với BI nhân với CI bằng 0. Và đây được gọi là phương trình tích ẩn Y các con nhé. Và phương trình tích ẩn Y thì chúng ta sẽ tách nó ra thành là ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó chính là Y bằng 0. Trường hợp thứ hai là Y trừ 1 phần 2 bằng 0. Và phương trình thứ ba là 2 i cộng với 5 bằng 0, được chưa các con? Thì để giải ba cái phương trình đơn giản này này thì đây chính là quay trở về đây chính là có dạng ba phương trình bậc nhất một ẩn các con ạ. À. Vậy đến đây thầy sẽ tương đương được như sau. Phương trình đầu tiên là y bằng 0. Phương trình thứ hai là y sẽ bằng là 1/2. Phương trình số 3 là y sẽ bằng vứt 5 này sang bên tay phải. Vậy 2y sẽ bằng âm -5, tức là y của chúng ta sẽ bằng là -5/2 các con nhá. -5/2 và đây chính là nội dung của câu B được chưa nào rồi ok ok câu B rất dễ nên thầy sẽ chuyển sang câu C ngay bây giờ 4 y mũ 2 sau đó là cộng với 1 thì bằng 4 y nào ok câu này đặc biệt gửi lời hỏi đến Duy câu này Duy có biết làm thế nào không Duy Con hả? Ừ. Câu này con có biết làm thế nào không? có thể ok con thử nói cho thầy cái cái định hướng của con xem nào Ừ, ở đây nó có một cái là bốn x mũ hai một cái là bốn x 2. à, dạ. một bốn y à. có một cái ở đây là bốn y mũ hai và một cái là bốn y ờ, thì như, thế nào theo, là, theo con là sẽ làm thế nào là bây giờ con sẽ làm là hả con sẽ làm như nào đây là con... con làm con làm cái ý hiểu của con không cứ mạnh dạn nói đi sai thì thầy sửa thế thôi đơn giản mà thì là con sẽ chuyển cái 4 y bốn đi bên tay 4... phải này vứt sang bên tay trái vâng à, ạ. đúng rồi vậy thì nếu như thế thì con có phải được như này không bình tĩnh nhá vâng à. ạ. như này trừ đi bốn y này sau đó bằng không vậy đến đây con làm tiếp à, thế nào à, con thưa thầy là đến đây thì là sẽ là bốn y mũ hai trừ bốn y con ghép sát vào nhau à đã vâng, ờ ghép sắt vào nhau, ghép sắt vào nhau sau đó là ý đồ của con ở đây bằng... là như nào, bỏ cái cái một sao mình chưa thấy, một à thì sẽ là... chuyển sang là bằng âm 1 à vâng ạ, ờ như thế này gì thì đến vâng. đây con làm tiếp thế nào, đến đây con làm tiếp thế nào, ừ. đến đây ý, thì theo như duy định hướng là khả năng con sẽ đặt 4 y ra ngoài làm thử số chung, đúng không? Vâng ạ, đúng rồi ạ, đúng, đúng rồi. Ờ, nếu con đặt ra thì thầy thấy đặt ra cho duy nhìn này. Như vậy con đặt 4y ra ngoài làm thử số chung đúng không? Thì trong ừ. ngoặc của chúng ta còn lại là 4y nhân với y chữ 1, chuẩn chưa? Rồi đúng rồi ạ. Ờ bằng âm -1. Thế nhưng mà ở đây duy nhìn này. Nếu giả sử mà con giải ra một phương trình như thế này này, 4y nhân với y chữ 1 bằng 0 thì thầy hoàn toàn nhất trí. Ừ. Cái phương trình này thì giải đúng 100%. Thế nhưng thật không may là chỗ này không phải là số 0 Mà nó lại đang là số âm 1 Như vậy nếu con làm như thế này Thì chắc chắn cách làm này là không chính xác Có hiểu không? Như vậy làm như thế này là không được Vậy bài này chúng ta phải làm như sau à, Thầy xin hỏi Thảo một chút Câu này Thảo có định hướng gì không Thảo ơi? Thảo thử tư duy cho thầy xem là cái câu này con sẽ làm như nào nào Thảo có nhận diện ra được bài này không? con nghĩ là dùng hằng đẳng thức đầu tiên không phải là hằng đẳng thức đầu tiên mà là hằng đẳng thức số 2 có đúng là hằng thức số 2 không bây giờ nhá bây giờ thảo nhìn này tất cả những bạn còn lại nhìn cụ thể là duy trong trường hợp này thì thảo nhìn thấy thử 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 thay đổi vị trí một tí thì con sẽ nhìn ra ngay này cái trừ bốn y này ấy, thầy vứt nó vào giữa thầy sẽ được như sau bốn y bình phương trừ bốn y sau đó cộng 1 bằng 0. Thảo nhìn giúp thầy xem thằng này trông nó có quen không? Thằng này có quen không Thảo ơi? Có. Đây là cái gì đấy? Ờ. Th 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 Đây là hằng đẳng thức số 2 bình phương của một hiệu. Nếu các con không tin thì thầy cho nó hiện hình lên đúng là hằng thức số 2. Nhìn này. 2y đóng mở ngoặc tất cả bình phương. Đây là bình phương của số thứ nhất. trừ đi 2 nhân với 2y là đây là đang là 2 nhân với số thứ nhất, sau đó nhân thêm 1 là số thứ hai. Như vậy ở đây chúng ta phải cộng thêm bình phương của số thứ hai nữa tức là cộng với 1 bình bằng 0. Nào, cả lớp có hoàn toàn ok dòng trên và dòng dưới hoàn toàn tương đương với nhau không? Ok chưa? Như vậy đến đây ý, thì thầy sẽ sử dụng hằng đẳng thức số 2 đó là bình phương của một hiệu thầy sẽ được bên tay trái của chúng ta đó chính là 2y 1 đóng mở ngoặc bình phương bằng 0. Đến đây thì thôi. Đến đây mà các con không ra được là tìm ra được y thì thôi, bó tay luôn. Như vậy 2y 1 bình phương bằng 0 dẫn tới là 2y 1 phải bằng 0 và điều này dẫn tới là y của chúng ta bằng bao nhiêu nhỉ Thảo nhỉ? Y bằng bao nhiêu đây Thảo ơi? Thảo ơi, y bằng bao nhiêu đây? Đọc nhanh giúp thầy cái nào? À, à, à. Ừ, là... ừ. Y bằng trừ uh, 1 B... phần 2 à? oh, Làm sao lại có dấu trừ được Trừ 1 này con vứt sang bên tay phải Thì 2Y sẽ bằng 1 Như vậy Y của chúng ta bằng 1 phần 2 nhé Thảo nhé Đừng có, đừng làm nhầm những cái chỗ không đáng Sai, sai lầm như này nhớ chưa Rồi, ừ, Ok Câu tiếp theo này 2Y à, y bình phương trừ 2Y bằng 80. Nào. Thầy xin đố các con biết bài này làm như nào. Đấy, bài này khó hơn các bài trên một tí. Bài này thầy xin mời Vi Anh, thầy tin là bài này Vi Anh sẽ làm được. Thầy đợi con một chút ạ. <laughs> bài này nhá, ngoài Vi Anh đang suy nghĩ ra, thầy xin hỏi Khánh Nam. Câu D này con có làm được không Khánh Nam ơi? Cô bệnh Khánh Nam bị ao mất rồi à? Trong lớp thầy xin hỏi có bạn nào làm được câu D này không? Bài này sử dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. Nào, các con nhìn này. Có phải là đến đây nếu như chúng ta phân tích đa thức ở bên tay trái này thành tích của các nhân tử nhân với nhau thì như vậy các con sẽ kết thúc bài toán đúng không? Vậy mấu chốt của chúng ta ở đây chính là phân tích cái đa thức này thành nhân tử. Ở đây thầy sẽ giới thiệu lại bộ số tỷ lệ như sau này. B1 cộng B2 là bằng âm 2. Còn B1 nhân với B2 là bằng âm 80. Bây giờ Vi Anh đã nhận ra được bộ số của chúng ta là bao nhiêu chưa Vi Anh? Trong lớp có bạn nào nhận diện được bộ số trong trường hợp này B1, B2 bằng bao nhiêu không? Thảo ơi, tính ra được bộ số B1, B2 trong trường hợp này bằng bao nhiêu không? Rồi, ờ, ok, Vi Anh đã xong. Vi Anh cho thầy biết Y của con bằng bao nhiêu? Y của con xảy ra hai trường hợp ạ. Đúng rồi, đọc cho thầy một nghiệm, thầy kiểm tra được ngay là đúng hay sai, đọc đi. Ờ, trường hợp một ra là bằng 10 ạ. Là bằng 10. Vâng. Trường hợp thứ hai là âm 8 ạ. Ok, chính xác. Chuẩn rồi. Như vậy trong trường hợp này các con bắt buộc phải nghĩ đến việc phân tích cái đa thức y bình phương trừ 2y 80 này bằng 0 thì thầy nói luôn với cả lớp như sau này, cả lớp nghe thầy nói này. Để các con làm được các cái bài như thế này thì bắt buộc các con phải có kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử phải thật tốt. Cả lớp nhớ rõ chưa? Vậy trong trường hợp này, thầy sử dụng bộ số tỷ lệ để làm. Buổi sau thầy sẽ dùng máy tính, thầy hướng dẫn cho cả lớp cách dùng máy tính để nhẩm ra nghiệm của một phương trình. Sau đó các con sẽ dùng máy tính đấy tìm ra cách để xử lý các bài này bằng máy tính được chưa nào còn trong buổi này thì thầy sẽ dùng tiếp tục bộ số tỷ lệ như sau này tích của hai thằng bằng âm 80 tổng thì bằng âm 2 như vậy thầy kết luận là B1 B2 của chúng ta phải là hai số trái dấu và trong trường hợp này vì nó trái dấu nên số âm 80 này có thể tách ra được các con số như sau cả lớp nhìn này âm 80 nhá thầy sẽ tách ra các bộ số như sau đó đầu tiên là trừ 80 nhân với 1 bằng trừ 40 nhân với 2 trừ 20 nhân với 4 bằng trừ 16 nhân với 5 bằng uh, bao nhiêu nữa nhỉ? 10 nhân với âm 10 nhân với 8 bằng âm 8 nhân với dương 10 bằng âm âm 5 nhân với dương 16 bằng âm 4 nhân dương 20 bằng âm 2 nhân dương 40 và cuối cùng là bằng âm 1 nhân dương 80. Thầy xin hỏi Thảo. Thảo thử nhìn cho thầy 10 bộ số này tất cả nhưng chỉ có duy nhất một bộ số thỏa mãn tổng của nó bằng âm 2. Thảo kết luận cho thầy xem đó là bộ số nào. Xin mời Thảo nào. Ờ thầy là cái âm 10 với 8 ạ. Chính xác. Đây là chẳng qua là khi thầy làm thì thầy mới phải viết ra đầy đủ cho cả lớp nghe và nhìn như thế này cho hiểu thôi Chứ còn trong đầu thầy ý, thầy có một cái kinh nghiệm như sau cả lớp nghe này. Cả lớp nghe nhá, đây là kinh nghiệm chia sẻ. Thì bình thường cái thằng âm 80 này ý, chúng ta sẽ phải tách ra là làm 10 bộ số này tất cả. Thế nhưng những cái bộ số mà có hai số cách nhau xa như thế này này âm 80 với 1 này âm 40 với 2 này âm 20 với 4 này âm 16 với 5 này tất cả bốn bộ số đầu tiên này thầy vứt nga ngay khỏi trong đầu bởi vì sao các số này nó cách xa nhau rất nhiều khi cộng lại không bao giờ có thể được kết quả là âm 2 cả như vậy các con phải nghĩ đến phương án là như sau hai thằng nào hơn kém nhau hai đơn vị nhưng một thằng dương và một thằng âm thì trong trường hợp này chỉ có hai kết quả đó là âm 8 x 10 và âm 10 x 8 có đúng không cả lớp thế nhưng mà kết quả bằng âm 2 như vậy thầy chốt lại phương án cuối cùng chính là thằng âm 10 x 8 và đây chính là đáp án cuối cùng của chúng ta trong cái phương pháp bộ số tỷ lệ này cả lớp đã rõ ràng chưa cả lớp có rõ ràng 100% chưa các con Bách ơi, Bách nghe thầy vừa nói con có hiểu không? Bách ơi, con có nhớ ôn tập lại được cái phương pháp bộ số tỷ lệ chưa? Có. Ok. Bi ơi hiểu không con? Có. Ok. Duy thì sao? Vừa rồi thầy ạ trong buổi hôm nay sau buổi hôm nay xong nhá các con bắt buộc phải về nhà xem lại cho thầy phương pháp bộ số tỷ lệ cái đấy thầy đã dạy cho cả lớp rất nhiều rồi các con phải xem lại nếu không có cái phương pháp bộ số tỷ lệ ấy, các con sẽ không thể nào giải quyết các cái bài phương trình tích này một cách đơn giản được đâu bởi vì sao bản chất của phương trình tích chính là phân tích đa thức thành nhân tử bạn nào mà học phân tích đa thức thành nhân tử tốt thầy cam đoan 100% đó là các bài này bạn đấy sẽ dễ dàng giải quyết được nó, ok chưa nào? như vậy đến đây thầy xin phép giải quyết nốt cái bài à, d này, sau đó thầy sẽ giải quyết thêm một câu ngẫu nhiên nữa trong này cho các con tự chọn lựa nhé. sau khi thầy giải câu d này xong thì các con sẽ chọn cho thầy một câu bất kỳ ở các cái câu còn lại, thầy sẽ giải nốt cho các con, được chưa nào? rồi câu d này của chúng ta sẽ như sau này, như vậy y bình phương của chúng ta giữ nguyên, sau đó thầy sẽ trừ đi 10y và thầy cộng với 8y. Và cuối cùng là trừ đi 80 bằng 0. Đến đây thì chúng ta sẽ tách ra được hai bộ số đó là y nhân với y trừ 10. Và cuối cùng cộng với 8 nhân mở ngoặc y trừ 10 nữa. Và đến đây bằng 0. Và đương nhiên chúng ta sẽ xuất hiện được thừa số chung. Đó chính là y trừ 10 các con nhé. Y trừ 10 nhân đóng mở ngoặc y cộng 8 bằng 0. Và đến đây sẽ giải ra được hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là y trừ 10 bằng 0. Và trường hợp thứ hai là y cộng 8 bằng 0. Và đến đây giải ra được hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là y bằng 10, nghiệm thứ hai y bằng âm 8. Đúng như bạn Vi Anh đã phát biểu lúc nãy, được chưa nào? Rồi ok. Thầy xin hỏi các con, bây giờ các con chọn lựa vote cho thầy một câu bất kỳ trong tất cả các câu còn lại này, thích câu nào cũng được, thầy sẽ chữa nào. Chữa lên một câu nữa rồi nghỉ. Đấy, tất cả các câu còn lại đây. Các con chọn lựa câu nào nào? Thầy cho con câu N thế không? Câu, câu gì hả con? Câu N Câu N là có phải là cái thằng này không? Vâng ạ Câu này rất dễ Thầy sẽ nói miệng thôi, không chữa Câu này rất dễ nên không chữa nhé Thầy cho con câu Y Cho câu Y à? à? Câu Y là câu à. này gì? Vâng ạ Y đây gì? Ờ, ok rồi, vâng thầy hả. sẽ, thống nhất thầy sẽ chữa câu Y nhé còn cái câu N này rất dễ là bởi vì sao? Các con nhìn này. X bình phương cộng 2X cộng 7 bằng 0. Thì đến đây thầy sẽ tương đương như sau. Thầy sẽ tách cái thằng 7 này ra bằng x bình phương cộng 2x cộng 1. Cộng 1 rồi thì phải cộng còn lại 6 bằng 0. Đến đây thì ba cái thằng đầu tiên này là cái gì nhỉ Duy nhỉ? Duy ơi. X bình phương cộng à. x bình phương cộng 2x cộng 1 này bằng bao nhiêu? x bình phương cộng 2x cộng 1 này là bằng x cộng 2 à? Cái gì đấy? Cái gì đấy hả à con? Con nhầm thay x cộng 1 à? Sao lại x cộng 1 là thế nào? Như vậy là các con gì như vậy là duy nắm kiến thức ờ. rất, rất là cái này bằng cái gì? Cái đấy thì nó là x cộng 1 tất cả mũ 2. Rồi ôi, phát biểu 3 lần mới chính xác. Đây chính là x cộng 1 tất cả bình phương cộng với 6 bằng 0. Duy cho thầy biết con nhận diện cái điều này nó có hợp lý hay không? Theo theo con thì cái phương trình này có hợp lý hay không? Có hợp lý không Duy ơi? Con không chắc. Con không chắc là bởi vì con không chịu học nên con mới không chắc. Bản thân x cộng 1 tất cả bình phương đây là bình phương của một số luôn luôn lớn bằng 0. Như vậy dẫn tới là x cộng 1 tất cả bình phương mà cộng thêm một số dương cụ thể trong trường hợp này là số 6 thì chắc chắn nó phải nhận một giá trị lớn hơn 0. Thế mà ở đây phương trình của chúng ta lại cho nó bằng 0. Vậy dẫn tới điều này là điều vô lý và dẫn tới phương trình này là phương trình vô nghiệm. Đã rõ chưa? Phương trình này là phương trình vô nghiệm này này. Duy hiểu chưa? duy có hiểu không học không hành à. con, học hành phải chăm chỉ lên con ạ à. còn không chăm là làm là, là, không chăm là vứt đi đấy thầy nói thật đấy rồi ok bây giờ thầy sẽ chữa nốt cái câu y này xong rồi chúng ta sẽ nghỉ nhá các con chịu khó một chút còn lại câu y đúng theo nguyện vọng của bạn duy nhớ là cho thầy thầy có gửi bài tập về nhà tất cả lớp phải hoàn thiện sau đó gửi cho thầy nhớ chưa trong lớp chỉ có duy nhất bạn khánh nam đã gửi cho thầy thôi còn tất cả những bạn còn lại chưa gửi đâu đấy Tất nhiên là các con vẫn còn thời gian Đến ngày mùng 4 đúng không thầy để cho các con đến ngày mùng 4 thì phải Rồi ok Bây giờ chúng ta sẽ chữa cái câu Câu y nhá Câu y này như sau này 2y trừ 3 Nhân với y cộng 1 Cộng với Y nhân với y trừ 2 Bằng 3 nhân mở ngoặc y cộng 2 tất cả bình phương được chưa các con được chưa nào vậy bài này sẽ giải quyết thế nào đây thì cách thức làm của nó là như sau bài này là chúng ta nhân tung tất cả các cái ngoặc này ra được chưa thầy sẽ nhân tung nó ra này hai thằng này đầu tiên nhân với nhau thì các con bình tĩnh nhá hai y nhân với y thì sẽ được để cách nhân của thầy nhá đầu tiên thầy lấy thằng này nhân với thằng này sau đó lấy thằng hai y nhân với một sau khi có xong rồi thì chúng ta tiếp tục lấy thằng 3 nhân với y và lấy thằng 3 này nhân với một được chưa nào vậy đến đây ta sẽ có được phép nhân của hai cái ngoặc đầu tiên bằng như sau 2 y bình phương này à, cộng 2 y này trừ 3 y này và cuối cùng là trừ 3 đấy là ngoặc thứ nhất sau đó cộng với thành phần tiếp theo là cộng với y bình phương trừ đi 2 y nữa bằng bên tay phải là 3 nhân mở ngoặc y bình phương cộng 4 y cộng với 4 được chưa nào? Cái này cho trong ngoặc nhá. Đấy. Vậy đến đây thầy sẽ tương đương bằng cách như sau. Đầu tiên là thầy thu gọn cái thằng 2y bình với y bình này sẽ được là 3y bình phương. Cộng 2y trừ 3y trừ 2y nữa vậy như vậy là trừ 3y ở bên tay trái. Và cuối cùng là trừ 3 được chưa các con? Còn bên tay phải của chúng ta thì nhân tung nó ra được là 3y bình phương. Sau đó là cộng với 12y và cuối cùng là chết rồi chỗ này là thầy đánh sai là cộng với 12 y và cuối cùng là cộng với 12 như vậy đến đây ta sẽ có được điều gì đó là các con chém hoa quả đi cho thầy vậy chém nhá 3 y bình với 3 y bình hết như vậy chúng ta lại quay trở về một cái phương trình rất là đơn giản có dạng bậc nhất một ẩn đúng không cả lớp vậy đến đây thầy sẽ được như sau này vứt y sang bên tay trái vậy nó là trừ 3 y trừ thêm 12 y nữa thì bằng bên tay phải nó là 12 cộng với 3 Vậy đến đây tương đương với là gì? Là trừ 15Y bằng 15. Vậy đến đây nhắm một mắt cũng nhầm ra được. Y của chúng ta là bằng âm 1. Được chưa các con? Nào Duy ơi, với các bạn, cả lớp đã ok bài này chưa? Bài này đó là sử dụng nguyên tắc nhân tung các ngoặc ra và đưa về phương trình có dạng bậc nhất một ẩn và cách làm đơn giản như trên. Được chưa? Cả lớp ok chứ? Duy hiểu không Duy ơi? Rồi ạ. Cả lớp ok hoàn toàn chưa? Các con có câu hỏi nào đặt ra cho thầy không? Thầy xin hỏi là trên trường ở trên trường các con này, đã bạn nào có lịch thi giữa kỳ 2 chưa? Dự kiến là sang tuần Có rồi ạ. Ờ bạn bạn Duy là bao giờ? Có thể sang tuần sau là bắt đầu thi rồi ạ. Duy là tuần sau bạn chip thì bao giờ đây? bạn chip ơi bạn chip là bao giờ à, cháu là 19 18 ạ 18 19 đúng không à như vậy à. là con cũng còn cỡ được khoảng 3 tuần chắc là vẫn kịp các à. bạn còn lại thì sao Vi Anh Bin, uh, Bách Thảo các con đã có lịch thi dự kỳ 2 chưa đã có đề cương chưa nữa Vi Anh có đề cương chưa, có chưa. Ok Vi Anh à, Vi Anh có rồi Vi Anh gửi cho thầy nhá tất cả trong lớp chúng ta bạn nào mà có đề cương trên trường thì lập tức gửi cho thầy được chưa nào rồi ok pin chưa có thì những bạn nào chưa có không có nghĩa là các con được thoải 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 mái chơi đâu nhá mà phải ôn tập kịch liệt đi bởi vì sao càng ôn tập càng kỹ càng bao nhiêu thì khi các con đi thi càng tự tin bấy nhiêu được chưa nào ok buổi sau chúng ta sẽ giải bài toán bằng cách lập phương trình và các phương trình chứa ẩn ở mẫu đấy là buổi cuối cùng về phần đại số sau đó chúng ta quay trở lại ôn tập hình học các con nhá. Được chưa cả lớp? Rồi ok. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ kết thúc buổi học tại đây. Thầy xin chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con vào buổi học của tuần tiếp theo. Bye bye. Ok, thầy xin chào tất cả các con. Bạn Chip ơi.